chương 221, cho anh chút lòng tin vừa dứt lời. Tất cả các tiểu thư và phu nhân nổi tiếng có mặt ở đây đều nhìn Diệp Thu. Bọn họ cảm thấy chắc chắn rằng Diệp Thu sẽ không dám nhận lời thách đấu này. Dẫu sao thì Hàn Tần cũng là một đầu bếp vô cùng nổi tiếng ở Giang Châu. Đã nhận được chứng nhận đầu bếp 3 sao của Michelin. Còn Diệp Thu thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là một tên ở rể phế vật của gia đình nhà họ Lâm mà thôi, sống bằng cách ăn bám giữa hai người bọn họ hoàn toàn không có gì để phải so sánh. Nếu Diệp Thu dám nhận lời tranh tài nấu nướng cùng với Hàn Tần, thế nào anh ta cũng sẽ bị hành hạ đến ê chề mà thôi. Cho nên bọn họ cảm thấy tên phế vật Diệp Thu này nhất định sẽ lựa chọn quỳ xuống xin lỗi. Dù sao nếu phải cạnh tranh về tài nấu nướng với Hán Tần sẽ chỉ càng làm mất thể diện thêm. Ngay cả Lâm Thanh Nhã cũng vội vàng nhìn Diệp Thu lắc đầu ra hiệu không nên chấp nhận cuộc thách thức này. Nếu không chỉ có thể tự chuốc lấy nhục nhã thôi. Lâm Thanh Nhã biết rõ ràng về khả năng nấu nướng của Diệp Thu. Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Thu nấu những món ăn tại nhà cũng tạm được, nhưng nếu muốn so cùng với một đầu bếp thực thụ thì khoảng cách vẫn còn quá lớn. Tuy nhiên đối với lần này, khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, tựa như không có nhìn thấy lời ra hiệu của Lâm Thanh Nhã, nhìn về phía Hàn Tần, nhàn nhạt nói, "Nói đi, đấu thế nào đây?" Thấy vậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mà trong đôi mắt Hàn Tần lại lóe lên vẻ vui mừng. Anh ta vốn nghĩ Diệp Thu sẽ không dám tham gia trận đấu này. Nếu như thế, kế hoạch tiếp theo của anh ta sẽ không bao giờ có thể thực hiện suôn sẻ được. Nhưng bây giờ, Diệp Thu lại đồng ý một cách đầy sảng khoái như vậy. Điều này khiến anh ta vô cùng bất ngờ, ngay sau đó trong lòng trở nên rất vui mừng. Diệp Thu ơi là Diệp Thu đây là tự chính anh cho tôi cơ hội đấy nhé vậy thì cũng đừng trách tôi sao không khách khí cứ chờ xem anh mất mặt trước lâm thanh nhã và nhiều người ở đây như thế nào đi nghĩ tới đây khóe miệng hàn tần nhếch lên vẻ mặt đầy tự mãn nói rất đơn giản tôi và anh mỗi người nấu một món ăn cho mọi người cùng nếm thử ai được đánh giá làm ngon hơn thì người đó thắng thế nào không thành vấn đề bắt đầu ngay đi diệp thu thản nhiên nói đợi đã tôi còn chưa nói xong. Hàn Tần khoát tay một cái, cười lạnh nói, mới vừa rồi tôi chỉ nói anh thắng thì sẽ thế nào, còn chưa nói nếu thua anh phải trả giá sao mà nhỉ. À, thế anh muốn gì? Diệp Thu hít mắt lại, mặt đầy vẻ đùa cợt hỏi. Rất đơn giản, nếu anh thua, anh phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi trước mặt tất cả người, cho đến khi tôi tha thứ thì mới được dừng, nếu không, anh cứ mãi tiếp tục như thế. Trong mắt Hàn Tần lóe lên một tia lạnh lẽo, chỉ tay xuống mặt đất trước mặt anh ta cười lạnh nói vậy nếu tôi thắng thì sao chỉ giống như anh vừa nói là không truy cứu việc lúc nãy nữa thôi à thế thì cũng được hời cho anh quá rồi diệp thu nhàn nhạt nói nếu như anh thắng ngoài việc tôi không theo truy cứu chuyện hôm nay nữa tôi cũng sẽ quỳ xuống dập đầu với anh và ở trước mặt mọi người thừa nhận tất cả những món ăn tôi nấu đều là rác rưởi được chứ hàn tần suy nghĩ một chút nhếch mép nói anh ta cảm thấy mình sẽ không bao giờ thua cho nên mới dám đặt cược như vậy được bắt đầu đi diệp thu gật đầu một cái nhàn nhạt nói diệp thu đừng nói tôi bắt nạt anh muốn chọn nấu kiểu gì tôi để cho anh tự lựa chọn hàn tần mặt đầy phách lối nói vậy thì làm canh đi diệp thu mặt không cảm xúc nói vừa dứt tiếng khuôn mặt của tất cả mọi người trong căn phòng đều hiện lên một nụ cười mỉa mai ánh mắt nhìn diệp thu giống như đang nhìn một kẻ thiểu năng không biết trời cao đất rộng. Nên biết rằng, Hàn Tần có hai món kinh điển nổi tiếng. Một trong số đó là những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biếc vừa được mang lên. Và món còn lại chính là món canh ngon nhất trong các món canh, bát tiên vượt biển. Trong giới ẩm thực ở Giang Châu món này cực kỳ nổi tiếng. Không ai là không nghe, không ai là không biết. Thế mà Diệp Thu còn muốn dám đấu với Hàn Tần về món canh. Đây không phải là múa rìu qua mắt lỗ ban, muốn tìm chỗ chết sao? Ngay tại thời điểm này, mọi người đều nghĩ rằng Diệp Thu nhất định sẽ thua, thậm chí ngay từ khi bắt đầu muốn cuộc thi này diễn ra. Diệp Thu cũng đã thua rồi. Muốn làm canh đúng không? Được thôi, vậy hai chúng ta mỗi người làm một món canh, xem ai làm ngon hơn." Hàn Tần cười lạnh, mặt đầy khinh thường nói. Ngay lập tức, Hàn Tần đưa tay làm động tác xin mời diệp thu đứng dậy diệp thu lâm thanh nhã nhíu đôi mày thanh tú lại lắc đầu cô thực sự không muốn diệp thu đi tham gia bởi vì biết rõ kết quả chắc chắn sẽ thua đừng lo lắng mà lâm tổng cho anh chút lòng tin đi khóe miệng diệp thu hơi cong lên cười nhạt nói nghe vậy cả người lâm thanh nhã đều sửng sốt diệp thu không nói nhảm nữa trực tiếp đi theo hàn tần đến phòng bếp đi thôi chúng ta cũng vào xem thử một chút đi thấy thế lâm thanh nhã nhíu đôi mày thanh tú của mình lại đi về phía sau bếp trong phòng bếp những quý cô nổi tiếng cũng tò mò đi theo diệp thu và hàn tần lần lượt đứng ở hai bếp khác nhau mà lâm thanh nhã và các vị phu nhân đứng quan sát từ hai phía may mắn thay nhà bếp đủ lớn để chứa được nhiều người như vậy vậy thì tôi sẽ bắt đầu hàn tần cười với vẻ vô cùng đắc ý ngay sau đó liền bắt đầu rửa sạch và cắt nguyên liệu cạch 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 cạch. Con dao làm bếp trong tay Hàn Tần giống như tay chân của anh ta vậy, vô cùng ăn ý với nhau và hết sức thuần thục. Anh ta sắc với tốc độ cực nhanh, hơn nữa độ dày mỏng cơ bản là giống nhau như đúc. Nếu không có một số kỹ năng về dao nhất định thì không cách nào làm được. Hơn nữa để trở nên đẹp trai trước mặt các cô gái. Hàn Tần còn biểu diễn trước mặt mọi người một màn sóc chảo lửa điêu luyện. Mọi thứ nhìn hệt như nước chảy mây trôi vậy, hết sức nhuần nhuyễn các cô gái hét lên liên tục, biểu cảm vô cùng mê muội. So với kỹ năng trói lọi của Hàn Tần, Diệp Thu trông bình thường hơn rất nhiều. Cắt nguyên liệu, cũng không nhanh không chậm, cắt từng tí từng tí một, giống như đang nấu ăn ở nhà vậy. Khi chế biến món xào cũng rất đơn giản. Một chút cũng không có gì để mà thưởng thức. Khi các cô gái thấy vậy, ai cũng đều bĩu môi. Theo họ thấy, về mặt thể hiện ra bên ngoài Diệp Thu cũng đã thua rồi. Tuy nhiên, các cô ta không biết rằng trạng thái cao nhất của nghệ thuật ẩm thực là quay trở lại những điều cơ bản mọi thứ đều trở về nguyên sơ của nó đối với việc thể hiện ra đẹp trai diệp thu đã vượt qua mức đó từ lâu với diệp thu điều quan trọng nhất là trong nấu nướng chính là làm sao cho thật cẩn thận chỉ như vậy sau khi hàn tần và diệp thu xào sơ qua tất cả các nguyên liệu họ cần họ bắt đầu tiến hành nấu canh món canh này Thế nhưng thật ra lại là một bài kiểm tra kỹ năng nấu nướng của những người đầu bếp. Chương 222, món canh bát tiên vượt biển. Hàn Tần liếc nhìn về phía bếp bên cạnh của Diệp Thu, khóe miệng cong lên một tia cười lạnh, châm chọc nói, "Diệp Thu, thật không biết ai cho anh dũng khí này, còn dám cùng tôi so tài làm canh. Tôi thật sự không muốn ức hiếp anh đâu, nhưng chính anh lại thích bị ngược đãi đấy nhé. Thế thì xem như không trách được tôi rồi, hy vọng thời điểm thua cuộc." Lòng tự trọng của anh sẽ không mỏng manh đến nỗi vì tôi mà khóc lên đâu nhỉ? Ồ, lời giống vậy, tôi cũng muốn nói với anh." Diệp Thu nhàn nhạt nói. "Ha ha ha." Hàn Tần ngửa đầu cười to đầy coi thường, nhìn Diệp Thu, mặt đầy khinh bỉ nói, "Mạnh miệng đúng không? Để xem thời điểm anh quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi còn mạnh miệng như lúc này được nữa không." Những người phụ nữ đang vây xem thấy vậy, Đều lắc đầu chế giễu, thứ rác rưởi này thật đúng là không biết trời cao đất rộng mà, chẳng lẽ cho mình lại có thể đánh bại được món canh bát tiên vượt biển sao? Thật sự là buồn cười, phế vật thì chính là phế vật thôi, Vĩnh Viễn không bao giờ có thể ngóc đầu lên nổi, chờ xem, tôi ngược lại muốn xem thử anh ta có thể nấu ra một nồi rác rưởi gì. Tôi có thể đảm bảo rằng món canh của anh ta so với thức ăn cho lợn chắc chắn còn tệ hơn. Nghe những lời xúc phạm này, Lâm Thanh nhã đứng trong đám đông, cau mày lại thật sự không thể nghe nổi nữa. Nhưng cô lại không thể nói gì. Suy cho cùng, hành động của Diệp Thu lúc này quả thực đúng là không biết tự lượng sức mình, muốn rước lấy nhục nhã. Lâm Thanh nhã thở dài một hơi, nhìn Diệp Thu, vừa định thuyết phục Diệp Thu nên trực tiếp từ bỏ đi, nói không chừng có thể vớt phát chút mặt mũi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô không thể không nhớ đến lời Diệp Thu đã nói trước đó. Cho anh chút lòng tin. Lời này khiến cho Lâm Thanh Nhã sững sốt một chút, ngay sau đó dứt khoát từ bỏ ý định ngăn cản Diệp Thu lại. Cứ như vậy, dưới cái nhìn của những người phụ nữ ở đây, khoảng 40 phút trôi qua, một hương thơm quyến rũ tràn ngập khắp căn bếp, mà ngọn nguồn của mùi thơm này chính xác bay ra từ nồi của hắn tần. Khiến mọi người ngửi thấy thôi cũng phải chảy nước miếng. Thật là thơm quá, cái mùi này thật sự quá thơm, rất muốn ăn thử một chén xem sao. Chính là hương vị bát tiên vượt biển này đây. Tôi đã từng có vinh hạnh uống qua một lần, thật sự chính là món ngon nhất trần đời. Thật tuyệt vời, món canh này đúng là chỉ có trên thiên đình mà, nghe thôi đã thấy hiếm lạ rồi, thơm như vậy, nếu được uống một ngụm thì không sảng khoái mới là lạ. Nhất thời, tất cả mọi người nuốt nước bọt, hai mắt nhìn thẳng vào nồi canh trước mặt Hàn Tần, hiện lên đầy sự khao khát. Đối với điều này, khóe miệng Hàn Tần hiện lên một nụ cười đắc ý, nhìn các cô ta, mỉm cười nói, mọi người đừng lo lắng. Đợi khoảng 5 phút nữa, món canh của tôi sẽ hoàn thành. Nói xong, Hàn Tần không quên nhìn về phía Diệp Thu, cười lạnh hỏi, "Diệp Thu, canh của anh còn bao lâu mới xong?" "Cũng như anh thôi." Diệp Thu nhẹ nói. "Phải không? Thế sao tôi không ngửi thấy mùi thơm nào nhỉ? Anh thực sự đang nấu canh đấy à? Nếu không biết, tôi còn tưởng đang nấu nước sôi cơ." "Ha ha hà ha." Hà. Hàn Tần mặt đầy châm chọc cười to nói. "Nghe vậy, mọi người cố gắng ngửi thử mùi canh của diệp thu cũng không biết do món canh bát tiên vượt biển của hán tần quá thơm hay do món canh của diệp thu nấu thực sự không ngon chút nào mà họ ngửi rất lâu cũng thậm chí không ngửi được một chút hương vị nào thật giống như diệp thu đang nấu nước sôi vậy điều này càng khiến cho sắc mặt của mọi người lập tức hiện lên đầy vẻ khinh thường nên biết rằng một món canh ngon như thế nào cơ bản nó sẽ thể hiện ở mùi thơm nước canh càng thơm chứng tỏ nó càng ngon. Nếu một chút hương thơm cũng không có thì món canh này ngon ở chỗ nào được chứ? Căn bản là không thể nào, cho nên theo ý kiến của họ, lần này, Diệp Thu tuyệt đối nhất định phải thua. Phế vật chính là phế vật. Muốn so kỹ năng nấu nướng với đầu bếp thực thụ cơ đấy. Thật giống như lấy trứng trọi đá. Ngay cả Lâm Thanh Nhã lúc này cũng đầy thất vọng lắc đầu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ nên cứu vãn cục diện hiện tại như thế nào. 5 phút trôi qua trong nháy mắt. Mọi người, tiếp theo, xin hãy kiềm chế nước bọt của mình đi nào, bát tiên vượt biển tới đây. Khóe miệng Hàn Tần cong lên một nụ cười đắc ý, lập tức tắt bếp, mở nắp nồi. Trong nháy mắt, một mùi hương làm người ta muốn chảy nước miếng sộc thẳng vào mặt. Hơn nữa nhìn vào trong nồi đó, nước súp đặc sệt màu trắng kem, thơm ngon tinh khiết, nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi, không nhịn được mà muốn uống mấy chén khi những người vây xem thấy vậy, con người nhất thời tròn xoay nhìn một lúc. Nếu không nhờ sự giáo dục và tu dưỡng của bản thân tốt kìm hãm lại, thì bọn họ đã sớm không kịp đợi mà lao lên húp lấy húp để rồi. Bởi vì mùi hương kia thực sự là quá hấp dẫn, Diệp Thu ngửi thấy mùi này, liếc mắt nhìn nồi canh của Hàn Tần một cái. Cái gọi là bát tiên vượt biển kia. Trên thực tế chính là dùng 8 loại hải sản quý bao gồm bào ngư và hải sâm mà tạo thành nấu canh hải sản đương nhiên mùi vị rất tươi và thơm có thể nói rằng hơn một nửa mùi hương của nồi canh bát tiên vượt biển kia chính là mùi thơm từ chính các nguyên liệu rồi dù sao thì món canh nấu từ những loại hải sản quý hiếm như bào ngư hải sâm có thể không thơm sao có thể uống không ngon sao cho nên căn bản đây không tính là bản lĩnh gì nếu nó được thay thế bằng các nguyên liệu bình thường như củ cải hay cà rốt thì chắc chắn món canh này sẽ trở nên vô cùng bình thường. Nghĩ tới đây, Diệp Thu không kiềm được mà lắc đầu cười một tiếng. Mà nụ cười này vừa vặn rơi vào mắt Hàn Tần. Hàn Tần lập tức chừng mắt nhìn Diệp Thu, mặt đầy khinh thường nói, Diệp Thu, anh cười cái gì mà cười. Canh của anh đã xong chưa đấy? Xong rồi. Diệp Thu nhàn nhạt nói. Dứt lời, anh trực tiếp tắt lửa và mở nắp nồi. Vẫn không có bất kỳ mùi thơm nào bay ra hơn nữa so với món canh bát tiên vượt biển của hàn tần món canh diệp thu nấu trông rất ảm đạm phía trên bề mặt chỉ có vài miếng lá bắp cải và đậu phụ nổi lên đừng nói đến có bao nhiêu bình thường so với món canh bát tiên vượt biển mọi người hoàn toàn không thấy muốn ăn chút nào rõ ràng bất kể là hương thơm hay màu sắc của món canh diệp thu cũng hoàn toàn bị thất bại diệp thu tôi nghĩ không còn cần so sánh nữa đâu đúng không Thắng bại đã vô cùng rõ ràng rồi, thứ rác rưởi như thế này nếu đổ cho heo, heo cũng không muốn ăn, so tài với anh thật sự là xúc phạm tác phẩm của tôi. Hàn Tần nhìn Diệp Thu khinh thường nói. Đừng nôn nóng, nếu đã là thứ để ăn, điều quan trọng nhất là hương vị. Mọi người còn chưa nếm thử qua, sao có thể kết luận rằng món canh của anh chắc chắn ngon hơn của tôi chứ? Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, thản nhiên nói. Cái này còn cần phải nếm thử sao? nhìn vẻ ngoài của món canh thôi thì đã thấy sao có thể so sánh nó món canh của tôi. chương 223, trời đất ơi, ngon quá. Nghe xong những lời này, cả người hàn tần đều sửng sốt một chút, sau đó cười to khinh thường ngay tại chỗ, nói ha ha ha, tôi sợ. Tôi mà sợ thua anh sao, đừng đùa nữa, thứ rác rưởi như đồ anh nấu ngay cả nhắm mắt lại tôi cũng nấu ngon hơn đấy. Nếu thư rác rưởi của anh có thể uống ngon hơn món bát tiên vượt biển của tôi thì tôi sẽ ăn luôn cả cái nồi đất này tại đây cho anh xem. Vậy thì thử một chút xem sao." Diệp Thu cười nhạt nói. "So thì so, tôi thấy anh chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hôm nay, tôi nhất định phải để anh thua tâm phục khẩu phục." Hàn Tần cười khinh bỉ một tiếng, sau đó nhìn về phía các tiểu thư và phu nhân nổi tiếng đang có mặt, nói, "Vậy thì mời mọi người hãy giúp chúng tôi làm trọng tài một lần đi." Được, đương nhiên không ai có ý kiến gì cả, sau đó xôn sao cầm chiếc thìa ở bên cạnh lên, đi tới nồi canh của Hàn Tần trước, bắt đầu nếm thử món canh bát tiên vượt biển của Hàn Tần. Wow, ngon, cái này chỉ có thể nói một chữ ngon. Quá tuyệt vời, nếu món canh này kết hợp với những đóa sen đào lúc trăm non nồng nàn màu xanh biếc, nữa thì thật sự có thể bay lên trời ngay. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn một món canh hải sản ngon như vậy, ngon nhất trên đời chấm chấm chấm, trong giờ phút này, các quý cô và quý bà nổi tiếng sau khi đã thưởng thức qua món canh bát tiên vượt biển của Hàn Tần đều thể hiện sự mê mẩn trên mặt, từng lời khen ngợi không dứt, không có một lời phê bình nào cả. Điều này càng khiến nụ cười tự mãn trên gương mặt Hàn Tần càng trở nên đậm hơn. Rất nhanh sau đó, cũng đã đến lúc nếm thử món canh của Diệp Thu. Tuy nhiên, so với sự háo hức xôn sao muốn nếm thử trước đó, lần này thế nhưng không có một ai nguyện ý tiến lên, bọn họ đều dối rít lắc đầu, nói tôi không muốn uống đâu, cho dù đói tôi cũng không muốn uống thứ rác rưởi như vậy. Đúng vậy, tôi thả chết đói còn hơn, tuyệt đối sẽ không nếm thử dù chỉ một chút đâu. Người nào thích thì cứ nếm thử đi, riêng tôi thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nếm thử. Rõ ràng, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng món canh của Diệp Thu vô cùng khó uống. Bọn họ cũng không muốn thứ, rác, mà Diệp Thu nấu ra làm bẩn miệng họ. Thấy vậy, nụ cười châm chọc trên gương mặt hàn tần nhất thời càng tăng lên, khóe miệng của anh ta gần như kéo ra đến tận gốc tai. Anh ta quay đầu nhìn Diệp Thu, chế nhạo nói, chật chật chật, Diệp Thu, anh nhìn một chút xem, tất cả mọi người đều không muốn miễn cưỡng nếm thử món canh của anh. Điều này đã cho thấy rõ món canh của anh thực sự quá khó uống, làm cho người ta cảm thấy khó lòng mà mở miệng để nếm thử, anh còn chưa nhận thua sao. Mọi người còn chưa nếm thử qua, như vậy làm sao có thể coi là món canh của tôi khó uống cơ chứ?" Sắc mặt Diệp Thu bình thản nói. "Ôi cha, tôi thấy anh đúng thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà." Hàn Tần híp mắt lại một cái, sau đó nhìn về phía đám đông, nói: "Có ai tình nguyện chịu khó một tí, cố nếm thử món canh rác rưởi mà tên này nấu thử một chút xem, cho dù chỉ nếm một hớp nhỏ cũng được, nếu không, anh ta không muốn nhận thua đâu." Nhưng mà, vẫn không có ai đáp lại. Bởi vì tất cả những người phụ nữ ở đây đều cảm thấy bản thân vô cùng cao quý, nên chỉ có thể uống chén canh sang trọng, thứ rác rưởi mà Diệp Thu nấu căn bản không xứng để cho họ uống. Vì vậy, ai cũng dùng ánh mắt như đang nhìn thức ăn cho lợn để nhìn vào nồi canh của Diệp Thu, trên mặt hiện đầy vẻ coi thường, từ đầu đến cuối không một ai muốn tiến lên để nếm thử. Thấy vậy, Hàn Tần cũng cười khinh bỉ một tiếng, nhìn Diệp Thu, cười lạnh nói: "Diệp Thu, anh cũng nhìn thấy rồi đấy." Không một ai tình nguyện muốn uống chén canh của anh cả. Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể xem như anh đã thua cuộc, bởi vì canh của anh thật sự quá tệ, tệ đến mức không ai muốn nếm thử. Được rồi, bây giờ tôi tuyên bố, trong lần tranh tài này, người thắng cuộc chính là Chờ một chút đã. Nhưng ngay tại lúc này, một bóng người bước ra khỏi đám đông, chính là Lâm Thanh Nhã. "Để tôi nếm thử." Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. "Lâm tổng, tôi vẻ mặt Hàn Tần liền thay đổi. Tôi, Lâm Thanh Nhã, xin lấy danh dự của tập đoàn Lâm Thị ra Thề, cho dù Diệp Thu có là chồng của tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ có bất kỳ sự thiên vị nào. Vậy nên bây giờ tôi sẽ nếm thử món canh do Diệp Thu nấu. Lâm Thanh Nhã nhìn Hàn Tần và các phu nhân nổi tiếng đang có mặt ở đây, lạnh lùng nói. Lời này vừa dứt, không chỉ tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra, mà cả Diệp Thu cũng sướng sở ngay tại chỗ dễ dàng nhận thấy anh cũng không nghĩ đến người tình nguyện sẵn sàng đứng lên giúp anh bằng lòng nếm thử món canh của anh vào thời điểm này thế nhưng lại là lâm thanh nhã điều này làm cho diệp thu không kiềm được mà cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng cứ như vậy dưới ánh nhìn soi mói của mọi người lâm thanh nhã bước tới trước nồi canh cầm thìa lên cau mày nếm thử một hớp nhỏ món canh diệp thu nấu ngay khoảnh khắc tiếp theo cả người lâm thanh nhã không tự chủ được mà run lên đôi lông mày đang nhíu lại của cô nhất thời giãn ra ngay sau đó đôi mắt to xinh đẹp của lâm thanh nhã bắt đầu trở nên ươn ướt những giọt nước mắt trong suốt như pha lê không ngừng rơi xuống từ khóe mắt lâm thanh nhã vậy mà lại khóc thấy vậy trong lòng hàn tần chợt bừng lên một cảm giác vui mừng bởi vì anh ta tưởng rằng lâm thanh nhã bởi vì món canh của diệp thu quá khó uống mà khóc vội vã hỏi ngay lâm tổng Sao em lại khóc thế, có phải món canh này quá tệ hay không? Làm cho em cảm thấy quá khó uống mà khóc. Các cô gái xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều cảm thấy vô cùng may mắn. May là bọn họ không nếm thử, nếu không bây giờ người vì quá khó uống mà khóc, lại là chính bản thân mình. Nhưng vào giờ khắc này, Lâm Thanh nhã lại lắc đầu, cười một tiếng, lau nước mắt nói, "Không, không phải khóc vì quá khó uống, mà là vì món canh này thật sự quá thơm." Tôi chưa bao giờ nếm thử món canh nào ngon đến như vậy. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không phải quá khoác lác rồi đấy chứ? Sau khi nếm thử làm cho cô phải khóc, mà còn có thể nói là uống rất ngon. Nhất thời, bất kỳ ai cũng không thể tin tưởng được. Lâm Thanh Nhã, cho dù Diệp Thu là chồng của cô, cô cũng không cần phải nói giúp cho anh ta như vậy đâu. Đúng vậy, chính cô cũng phải khóc thành như thế, vậy mà còn có thể trợn mắt nói mò cho được. Lâm Thanh Nhã, lấy phải một người chồng như thế này, cô cũng đủ khổ rồi. Vào thời điểm này, mọi người đều dối rít khinh thường nói. Tôi vẫn là câu nói cũ, tôi lấy danh dự của gia tộc họ Lâm và tập đoàn Lâm Thị Gia Thề, tôi tuyệt đối không hề có ý định thiên vị cho Diệp Thu. Món canh này thực sự rất ngon, nó có thể khiến tôi trong nháy mắt nhớ lại những chuyện cũ của mình, từ nhỏ đến lớn, có cay đắng, có vui sướng, có thống khổ, có may mắn và hạnh phúc, thật sự vô cùng thần kỳ nếu không tin mọi người cứ nếm thử một chút, nếu như những quý cô quý bà ở đây nghĩ rằng tôi nói dối, lừa gạt mọi người, vậy thì tất cả những hậu quả kia, xin để cho Lâm Thanh Nhã tôi cùng tập đoàn Lâm Thị sẵn sàng gánh vác. Lâm Thanh Nhã nhìn vào đám đông, với một vẻ mặt vô cùng thành thật cam đoan. Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi một chút, nhất thời đều chố mắt nhìn nhau. Ước chừng khoảng mười mấy giây trôi qua, một người phụ nữ bước ra, Mặt đầy vẻ không phục nói: "Để tôi nếm thử một chút xem. Loại canh gì mà có thể khoa trương như cô nói vậy được chứ, lại còn có thể nếm ra được nhiều thứ như thế." Tôi vẫn không thể tin được. Nói xong, người phụ nữ cầm thìa đi đến bên nồi súp, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần có thể nhổ ra bất cứ lúc nào, sau đó mới cau mày, đưa một thìa canh vào trong miệng của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người phu nhân kia đều run lên bần bật biểu hiện tiếp theo cũng gần giống như lâm thanh nhã. Lúc thì lại rơi nước mắt, lúc lại cười. chương 224, món canh trăm vị trên đời vừa dứt lời. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều sững sờ. Nếu như nói Lâm Thanh Nhã là vợ của Diệp Thu nên sẽ nghiêng về phía Diệp Thu hơn. Vậy thì phu nhân này lại không có chút quan hệ nào với Diệp Thu. Bà ấy hoàn toàn tuyệt đối không có lý do gì để yêu ái cho Diệp Thu cả. Nhưng bây giờ, bất kể là từ biểu cảm hay lời nói của bà ấy thể hiện ra đều có thể chứng minh rằng món canh này quả thực khá ngon chị cầm món canh này thật sự ngon như vậy sao lúc này có người không nhịn được nhìn về phía vị phu nhân đó dò hỏi thực sự rất ngon nó làm tôi nhớ về mối tình đầu khó quên của mình nhớ lại những ngọt ngào đau đớn cùng tất cả những chuyện cũ đã qua bao nhiêu ngọt bùi cay đắng kiểu dạng như thế Món canh này dường như có một ma lực vô hình nào đó vậy." Phu nhân được gọi là chỉ cầm hai mắt rưng rưng, cười nói. Nói xong, bà ta không nhịn được lại uống thêm một hớp canh nữa, trên mặt hiện lên đầy sự hưởng thụ. Nhìn thấy thế, tất cả mọi người nhất thời đều không thể bình tĩnh được. "Không được, tôi cũng phải nếm thử một chút xem sao." Tôi ngược lại muốn xem đó là loại canh gì mà có thể khiến người ta nhớ lại quá khứ. Tôi cũng không tin chúng ta cùng nhau nếm thử một chút đi nhất thời các quý cô và quý bà đều nhao nhao bước tới cầm thìa lên nếm thử món canh do diệp thu nấu chỉ một lát sau nồi canh của diệp thu đã dần cạn thấy đáy mà tất cả những ai đã nếm thử qua nếu không phải bật khóc thì cũng là vừa khóc vừa cười trong miệng liên tục là những lời khen ngợi trời đất ơi ngon quá món canh này thật sự quá ngon trời ạ à, quả thực có thể làm cho người ta nhớ lại quá khứ Dường như tái hiện tất cả mọi chuyện đã qua trong cuộc đời này, hệt như một thước phim điện ảnh đang được chiếu trong đại não. Đúng vậy, giống như đang được trải nghiệm hàng trăm vị của cuộc đời này một lần nữa vậy. Vào giờ khắc này, cả căn bếp tràn ngập những lời ca ngợi dành cho món canh của Diệp Thu. Hoàn toàn trái ngược với sự so sánh lúc nãy, nên biết rằng chỉ mới 2 phút trước, mọi người đều gạt bỏ coi thường món canh của Diệp Thu, cho rằng nó không bằng thức ăn dành cho lợn nữa thậm chí bọn họ còn tuyên bố dù có chết đói cũng sẽ không bao giờ nếm thử còn bây giờ thì sao thật sự quá thơm ngon quả nhiên hương vị chân chính có thể muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt không một ai có thể chạy thoát khỏi hương vị chân chính cả nghe những lời tán dương liên tục không ngừng vang lên sắc mặt hàn tần cũng khó coi đến cực điểm rõ ràng những người khen món canh của diệp thu đã nấu nhiều hơn so với món canh bát tiên vượt biển của anh ta điều này làm cho hán tần không thể nào chấp nhận được. Nếu đây không phải những tiểu thư và phu nhân nổi tiếng ủng hộ anh ta một cách chân thành, chắc chắn anh ta sẽ cho rằng đây là những người do Diệp Thu mời tới. Tôi vẫn không tin, trên đời này làm sao có thể có món canh nào ngon hơn món bát tiên vượt biển của tôi. Sắc mặt hàn tần trầm xuống, mặt đầy vẻ không cam tâm. Ngay sau đó anh ta trực tiếp xài bước về phía trước, cầm thìa lên nếm thử một ngụm canh của Diệp Thu chỉ vừa thử một chút. Cả người hàn tần đều sửng sốt. Ban đầu khi ngửi gần món canh này không hề có bất kỳ mùi thơm nào cả. Nhưng sau khi đưa vào miệng, nó lại bùng nổ với một hương thơm êm dịu tinh khiết đến nỗi khiến người ta chỉ muốn cắn đứt lưỡi. Hơn nữa trong nháy mắt, trong đầu hàn tần bắt đầu lướt qua lần lượt từng hình ảnh mà anh ta đã trải qua từ khi còn nhỏ đến lúc lớn. Trong số đó, có vui, có buồn, có hạnh phúc và cũng có cả nỗi buồn. Nhất thời, trăm loại mùi vị trong cuộc đời này đều dâng lên trong lòng điều này làm cho khuôn mặt của hàn tần tràn đầy vẻ kinh ngạc vốn anh ta vô cùng không phục món canh của diệp thu bây giờ khi đã thực sự được nếm thử món canh của diệp thu thực sự có một loại ma lực kỳ lạ nếu như nói rằng bát tiên vượt biển mà anh ta làm mang một hương vị tươi đẹp giống như một bức tranh đầy màu sắc thoạt nhìn một cái trông rất đẹp mắt nhưng nếu nhìn kỹ lâu hơn bởi vì không có chút nội hàm nào, nhìn lâu sẽ dễ thấy chán về mặt thẩm mỹ. Còn món canh của Diệp Thu thì sao? Nó giống như một bức tranh trông rất bình thường. Nhưng nếu cân nhắc kỹ, sẽ thấy được rất nhiều điều tinh túy trong đó. Giống như trong hội họa vậy, có những cảnh vật trước mắt trông rất bình thường, ai cũng có thể vẽ được. Nhưng sau này, chỉ có những bậc thầy hàng đầu mới có thể hoàn thành được tác phẩm đó. Khoảng cách tranh lệch ngay lập tức được thể hiện ra ngoài không phải chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà có thể hoàn thành được nó những tác phẩm có linh hồn chân chính là thứ mà không phải ai cũng có thể làm mà món canh của diệp thu thật sự có linh hồn đây mới chính là vẻ đẹp việt diệu chân thật của nó đầu bếp hàn anh cảm thấy món canh của tôi thế nào cuộc so tài này cũng nên có kết quả rồi chứ nhỉ diệp thu nhìn vẻ mặt đầy khiếp sợ của hàn tần khóe miệng mang theo một nụ cười bông đùa hỏi hừ anh cũng đừng đắc ý quá sớm, mọi người còn chưa bỏ phiếu đâu." Hàn Tần hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù trong lòng anh ta biết món canh của mình chắc chắn đã thua rồi. Tuy nhiên, anh ta cho rằng hầu hết các quý cô và quý bà nổi tiếng có mặt ở đây phần lớn đều là những người ủng hộ của anh ta. Cuối cùng thì chắc cũng sẽ ủng hộ cho mình mà thôi. Cho nên dù cho món canh của Diệp Thu thực sự ngon hơn của anh ta thì sao chứ? một khi tất cả mọi người đều bỏ phiếu cho mình, người thua cũng sẽ là Diệp Thu. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Tần cười nhạt đắc ý, trực tiếp nhìn thẳng về các vị tiểu thư và phu nhân, hỏi thưa mọi người, mọi người thấy món canh của ai ngon hơn. Lời này vừa nói ra, những người phụ nữ nhất thời đều chố mắt nhìn nhau, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi một chút. Ước chừng do dự trong khoảng một phút hoặc lâu hơn. Một phu nhân trong đó dẫn đầu chỉ vào món canh của Diệp Thu, Nói, lần này tôi nghĩ món canh của Diệp Thu ngon hơn." Vừa dứt lời, sắc mặt Hàn Tần lập tức trở nên u ám. Mà ngay lúc này, những vị tiểu thư và phu nhân nổi tiếng còn lại cũng rối rít nói theo, "Tôi cũng cảm thấy món canh của Diệp Thu rất ngon." "Đúng vậy, mặc dù món canh của đầu bếp Hàn cũng cực kỳ ngon, nhưng tôi vẫn có cảm giác nó kém hơn món canh của Diệp Thu một chút." Lần này tôi ủng hộ Diệp Thu, xứng đáng giành được lời khen, ngon tuyệt chấm chấm chấm, trong nháy mắt. Hầu như tất cả mọi người đều chọn món canh của Diệp Thu. Điều này làm cho sắc mặt của Hàn Tần trở nên vô cùng khó coi. Anh ta không ngờ đến kết quả lại như vậy. Rõ ràng anh ta đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng về món canh của Diệp Thu trong mắt những người này. Mặc dù những quý cô và quý bà ở đây đều là những người hâm mộ thật sự của Hàn Tần. Nhưng bọn họ đều là khách hàng đến đây vì những món ăn ban đầu ủng hộ hàn tần cũng là vì thức ăn ngon mà tới bây giờ món canh của diệp thu thậm chí còn ngon hơn các cô ấy đương nhiên sẽ ủng hộ món ăn mà họ thích đó chính là món canh của diệp thu đầu bếp hàn bây giờ anh còn có lời gì muốn nói không diệp thu nhìn về phía hàn tần khóe miệng cong lên một nụ cười đùa cợt thản nhiên nói sắc mặt hàn tần trầm xuống rất muốn trở mặt không giữ lời hứa tuy nhiên trước mặt rất nhiều quý cô và quý bà nổi tiếng này, anh ta lại không thể làm như vậy. Nếu không, một khi mất đi uy tín của mình, chương 225, có phải anh đang giấu giếm tôi điều gì đúng không? Trăm vị của cuộc đời đầy dẫy thăng trầm. Mỗi một người đều có một cuộc sống khác nhau. Tuy nhiên, ai cũng phải trải qua những nhấp nhô gập gành, nhiều trông gai chắc trở, rồi cuối cùng mới có thể gặt hái được hạnh phúc. Mà món canh trăm vị trên đời của Diệp Thu, chính được tạo ra từ những gì anh từng trải qua và chiêm nghiệm lại. Mặc dù đều từ những nguyên liệu bình dân nhất, đó là đậu phụ và củ cải trắng. Nhưng trong số đó, tình cảm là thứ mà Diệp Thu tập trung đưa vào đó. Cũng chính vì vậy, món canh mới có thể làm say lòng người, không chỉ có hương vị cực kỳ thơm ngon, mà mỗi thìa canh còn làm cho người ta được đắm chìm trong đó, nhớ lại quá khứ của mình. Có thể nói như vậy, Hàn Tân, cùng đại đa số các đầu bếp trên thế giới này, bọn họ đều dựa vào các nguyên liệu và kỹ thuật của mình để nấu được món ngon nhưng diệp thu thì khác anh dựa vào trái tim của mình nhiều hơn đó là lý do tại sao những vị khách đến thưởng thức ẩm thực này lại có thể đồng tình sau khi ăn những món diệp thu nấu đây cũng là điểm khác biệt trong kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của diệp thu người bình thường hoàn toàn không thể đạt đến cảnh giới này thật đúng là một món canh mang trăm vị của cuộc đời hàn tần nghiến răng nghiến lợi Mặt đầy vẻ không cam lòng nói: "Tôi nhận thua, cuộc so tài này, anh thắng." Vì thấy anh có vẻ khổ sở khi nhận thua như vậy, nên tôi sẽ không để anh ăn cả cái nồi đất này đâu, chỉ cần anh thực hiện những gì đã tự mình đánh cược là được rồi." Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, trên mặt đầy vẻ bông đùa nói: "Nghe thấy thế, sắc mặt của Hàn Tần nhanh chóng thay đổi, sau đó chỉ có thể nhắm mắt lại, quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, ngoài ý muốn nói: hôm nay kỹ năng nấu nướng của Hàn Tần tôi đây không sánh được bằng anh, tôi nhận thua, tôi thừa nhận những món ăn mình làm, đều là, đều là rác rưởi. Nói xong, Hàn Tần nhanh chóng hướng về phía Diệp Thù mà dập đầu. Mọi người nhìn cảnh này, trên mặt đều hiện đầy vẻ bàng hoàng. Rõi mắt trong toàn bộ cái giang châu này, người có thể khiến Hàn Tần nhận thua về khả năng nấu nướng gần như không có. Nhưng hôm nay, Hàn Tần lại nhận thua trước Diệp Thu, một tên phế vật ở rể mà khi nãy tất cả mọi người đều tỏ ra khinh thường hơn nữa lại còn quỳ xuống thừa nhận thất bại điều này làm cho mọi người bị chấn động tuy nhiên món canh trăm vị trên đời của diệp thu thực sự đã chinh phục các cô gái hương vị đó có thể nói là món canh ngon nhất từng ăn cũng không phải là nói quá điều này làm cho bọn họ không kiềm được mà bắt đầu hâm mộ lâm thanh nhã dù sao những người ở đây hôm nay đều là những người thích thưởng thức món ngon được xem là người sành ăn ngay cả khi bọn họ đều là những quý cô và quý bà người nổi tiếng trong giới thượng lưu thì họ cũng không thể nào cưỡng lại được với thức ăn ngon mà lâm thanh nhã lại kết hôn với một người chồng nấu ăn rất ngon như vậy thật là cho các cô ấy vô cùng hâm mộ thanh nhã tôi thật sự không nhìn ra được nha chồng cô hóa ra lại nấu ăn ngon như vậy còn có thể để đầu bếp hàn phải cúi đầu thảo nào ngay từ ban đầu cô đã chọn anh ấy nếu sau này không bận rộn gì Tôi đến nhà cô ăn cơm chùa, cô cũng đừng đuổi tôi đi đấy. Đúng vậy, đúng vậy, sau này tôi cũng phải thường xuyên đến nhà cô làm khách, sau đó, đến lúc đó, nhất định phải để chồng cô thể hiện tài năng của mình nhé. Tôi cũng đi, cô đừng từ chối đấy, nếu có món ăn ngon trước mặt thì muốn tôi làm gì được cả. Nếu cô không để tôi đến nhà ăn cơm chùa, tôi nhất định sẽ đem chồng cô cướp về nhà chúng tôi. Chấm chấm chấm, trong lúc nhất thời những phu nhân nổi tiếng ở đây đều sôi nổi nhìn Lâm Thanh Nhã và nói đùa, kéo gần khoảng cách với cô. Đối với chuyện này, Lâm Thanh Nhã cũng phải dở khóc dở cười. Cô ở trong giới thượng lưu này từ trước đến nay, chưa bao giờ cảm thấy mình được hoan nghênh đến vậy. Trước đây, ngoại trừ chuyện công việc, cô thực sự không thích giao du nhiều. Do đó những mối nhân duyên trong xã hội thượng lưu cũng không được xem là tốt lắm, cũng chỉ có vài người bạn quen biết. Hơn nữa, chỉ mới phút trước những người này vẫn còn gây sức ép với cô, buộc Diệp Thu phải quỳ xuống xin lỗi Hàn Tần. Nhưng bây giờ, toàn bộ khuôn mặt của các quý cô và quý bà ở đây đều thay đổi, trưng ra vẻ lấy lòng, tự mình tới nịnh bợ cô. Thái độ xoay vòng 180 độ vô cùng nhanh chóng. Nhưng trong lòng Lâm Thanh Nhã cũng biết, lý do vì sao những người này lại trở nên vô cùng nịnh nọt mình như thế. Dĩ nhiên là vì Diệp Thu, với sự sành ăn của những người phụ nữ này, sau khi bị món canh trăm vị trên đời chinh phục, bọn họ nhất định muốn được thường xuyên thưởng thức những món ăn do Diệp Thu làm. Cho nên mới muốn lấy lòng cô như vậy. Xem ra lần này, bản thân cô lại hưởng ké chút hào quang của Diệp Thu. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã cũng cười lắc đầu một tiếng, nói các chị em cứ yên tâm, nếu muốn đến nhà chúng tôi làm khách, Thanh Nhã bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh mọi người. Khi nghe những lời này của Lâm Thanh Nhã, Tất cả mọi người ngay lập tức trở nên vui vẻ, lần lượt nói: "Được, cứ quyết định như vậy đi, không được đổi ý đâu đấy." Nhất định không đổi ý. Lâm Thanh Nhã nhanh chóng gật đầu cam đoan. Đây là cơ hội tuyệt vời để gia tộc họ Lâm và tập đoàn Lâm Thị mở rộng mối quan hệ. Dù sao đứng sau những tiểu thư và phu nhân nổi tiếng này đều là những gia tộc thượng lưu ở Giang Châu. Nếu có thể giữ được mối quan hệ tốt với họ, Vậy thì trong tương lai tập đoàn Lâm thì cần gì lo lắng về việc không có khách hàng nữa. Vì vậy, Lâm Thanh Nhã dĩ nhiên không hề từ chối những lời đề nghị, càng nhiều càng có lợi. Đây là một bữa tiệc chiêu đãi kích thích vị giác do Hàn Tần tổ chức. Nhưng ngược lại sau khi cuộc so tài nấu ăn này kết thúc, Hàn Tần hoàn toàn trở thành nhân vật làm nền. Thay vào đó, Diệp Thu vốn là nhân vật bị mọi người chế cười lại trở thành nhân vật chính được mọi người săn đón. Mà hết thảy những điều này đều vì món canh trăm vị trên đời đẳng cấp mà anh đã làm. Đây chính là sự quyến rũ của một món ăn ngon. Đối với việc này, trong lòng Hàn Tần đừng nhắc đến có bao nhiêu buồn bực. Anh ta không thể nuốt trôi được cục tức này. Dù sao hôm nay Diệp Thu đã khiến anh ta phải chịu tổn thất lớn, mất mặt trước nhiều người như vậy. Nếu như không thể trả món nợ này, anh ta thế nào cũng phải bực dọc đến chết thôi. Cho nên, khi bữa tiệc kích thích vị giác này còn chưa kết thúc, Hàn Tần đã tức giận rời khỏi nhà hàng, tìm cách để trả thù Diệp Thu. Tuy nhiên Diệp Thu ngược lại không để điều đó trong lòng chút nào. Chỉ cần Hàn Tần dám tới báo thù. Vậy thì anh tuyệt đối sẽ để cho tên Hàn Tần kia biết để xem hai chữ hối hận được viết như thế nào. Bước khỏi nhà hàng Bách Vị. Trên đường về nhà, Lâm Thanh Nhã im lặng lái xe, không nói gì. Thấy vậy, Diệp Thu cau mày, do dự hồi lâu, vừa định mở miệng nói chuyện thì ngay tại lúc này, Lâm Thanh Nhiên đột nhiên phanh gấp, dừng xe lại bên đường, sau đó đôi mắt đẹp lạnh lùng rơi vào trên người Diệp Thu. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt Diệp Thu, vẻ mặt lạnh như băng. Dưới cái nhìn này, Diệp Thu cảm thấy sờn cả tóc gáy, lạnh sống lưng. Cái đó, khủ khủ, vợ à, sao em lại nhìn anh như thế? Diệp Thu ngược ngùng mỉm cười, có chút trột dạ hỏi. Diệp Thu, có phải anh đang giấu giếm tôi điều gì đúng không?" Lâm Thanh nhã lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, trái tim Diệp Thu nhất thời đập mạnh liên hồi. Chẳng lẽ thân phận của anh đã bị bại lộ rồi sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thu hít sâu một hơi, thận trọng hỏi, "Anh giấu giếm em chuyện gì? Tay nghề nấu nướng của anh cao siêu như vậy, nhưng những món anh thường nấu cho tôi lại rất bình thường. Không phải là do anh không muốn nấu cho tôi ăn nên mới cố ý che giấu tải nấu nướng của mình đấy chứ?" Audio điện tử võ tấn bền chương 226 Hiệp hội võ thuật Giang Châu Tôi không tin, nếu không ý có đó thì tại sao hàng ngày anh lại thường nấu những món ăn rất bình thường, nhưng món canh hôm nay lại rất ngon như vậy. Lâm Thanh nhã liếc nhìn Diệp Thu một cái, lạnh lùng hỏi. Cái này, Diệp Thu suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng giải thích, vợ à, để anh giải thích cho em hiểu. Thật ra, sở dĩ trước đây anh nấu cơm cho em như thế, là bởi vì anh vẫn đang mò mẫm xem khẩu vị của em anh không biết em thích ăn theo kiểu gì cho nên chỉ có thể nấu theo tiêu chuẩn bình thường nhất tuy nhiên trong khoảng thời gian này sau khi đã quan sát anh thấy khẩu vị của em so với anh nghĩ không khác nhiều lắm cho nên đã bắt đầu từ từ điều chỉnh từ từ thực sự như vậy sao lâm thanh nhã nheo mắt nghi ngờ hỏi sự thật đúng là như thế sau này đồ ăn anh nấu cho em nhất định sẽ càng ngày càng ngon hơn em muốn ăn món gì anh đều có thể đáp ứng được diệp thu vội vàng đảm bảo nói vậy còn tạm chấp nhận được lâm thanh nhã hài lòng gật đầu sau đó nhìn diệp thu hỏi đúng rồi sao kỹ thuật nấu nướng anh lại lợi hại như thế trước đây anh vốn định làm đầu bếp cho nên mới sang châu âu học một thời gian hơn nữa chắc là bản thân anh tương đối có năng khiếu về lĩnh vực này cũng không để ý lắm mà liền có được tài nấu nướng như bây giờ khóe miệng diệp thu hơi cong lên cười giải thích không để ý lâm thanh hiên cũng có chút xấu hổ Cô đột nhiên phát hiện ra năng lực của Diệp Thu thật sự không hề tầm thường chút nào. Học hội họa có thể vượt qua được Đại sư Mạc Phỉ Lạc. Học nấu ăn, thậm chí đầu bếp ba sao Michelin là hàn tần cũng không phải đối thủ của anh. Hơn nữa nói về việc đàm phán hợp đồng cũng là một người vô cùng có năng lực. Dù việc đàm phán hợp đồng có khó khăn đến đâu thì anh cũng có thể giành được nó. Đây quả thực là một nhân tài toàn diện, thực lòng mà nói ở rể tại nhà họ Lâm thật có chút lãng phí tài năng của anh. Nếu không thì bằng chừng này bản lĩnh, Diệp Thu chỉ cần tùy tiện làm gì đấy chắc chắn cũng sẽ không cần lo chỗ ăn chỗ ở gì cả, thậm chí còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh nhã hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Thu hỏi, Diệp Thu, anh hãy nói thật với tôi, ở rể tại nhà họ Lâm làm anh rất tủi thân đúng không? Sao lại phải tủi thân chứ? Diệp Thu cười hỏi anh thật ra hoàn toàn có thể dựa vào bản thân mình mà làm những chuyện lớn nhưng bây giờ lại phải mang tiếng xấu là một người ăn bám hơn nữa còn bị nhà họ lâm xem thường và làm nhục chẳng lẽ anh không thấy tuổi thân sao lâm thanh nhã không hiểu được hỏi không đâu chỉ cần anh có thể ở bên em anh không quan tâm đến những chuyện khác diệp thu lắc đầu cười nhẹ giọng nói nghe thấy thế khuôn mặt vốn lạnh lùng của lâm thanh nhã cũng lộ ra một chút ửng đỏ nhưng cô kiềm chế rất tốt chẳng mấy chốc đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng ban đầu lạnh giọng nói bớt nói những lời ngon tiếng ngọt này với tôi đi con người ai rồi cũng sẽ thay đổi nếu một ngày nào đó anh không thích tôi nữa anh nhất định sẽ hối hận khi bước vào gia tộc họ lâm để ở rể dù người khác có thay đổi thế nào trái tim anh dành cho em cũng sẽ không bao giờ thay đổi diệp thu nói một cách nghiêm túc thôi đi tôi không tin lâm thanh nhã liếc diệp thu một cái vậy thì em hãy cứ chờ xem anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy cả đời này có đủ không nếu không đủ thì kiếp sau kiếp sau nữa diệp thu cười nói không muốn nói chuyện với anh nữa đâu lâm thanh nhã liếc nhìn diệp thu một cái sau đó nhanh chóng khởi động xe chạy đi mà nhịp tim của cô lúc này thật ra đang bắt đầu tăng tốc đập rất nhanh cô sợ nếu tiếp tục nói thêm lời nào nữa thì khuôn mặt đỏ bừng của mình sẽ bị lộ tẩy mặc dù lâm thanh nhã không muốn thừa nhận điều đó nhưng những lời diệp thu nói đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm tình của cô hiệp hội võ thuật giang châu nơi này chính là một tổ chức võ thuật do chính phủ thành lập từ chủ tịch hiệp hội cho đến các thành viên bên dưới đều là những cao thủ võ thuật trong giới võ thuật ở giang châu chủ tịch hiệp hội cùng toàn thể hội viên đều có mặt đông đủ tại phòng họp chung của hiệp hội võ thuật giang châu giờ phút này, trên bàn hội nghị gần như chật cứng người. Mạc Côn, chủ nhân của quyền quán thương ứng cũng nằm trong số đó. Được xem như một cao thủ võ thuật nổi tiếng ở Giang Bắc. Ông cũng là người quản lý điều hành của Hiệp hội Võ thuật Giang Châu. Dù có thiếu ai đi nữa cũng không thể thiếu ông ta. Ngoại trừ Mạc Côn, đàn em của ông ta là Trịnh Luân, võ sư quyền Anh Triệu Hách, Đàm Nhất Trác, V, V. Nói tóm lại, Tất cả các cao thủ võ thuật trong ngày quyết đấu giữa Diệp Thu và Mạc Côn Cơ bản đều có mặt ở đây, bao gồm cả đại sư Thích Ngôn cùng đạo trưởng Hướng Ngư Hư của phái Võ Đang. Mặc dù hai người bọn họ không phải là người Giang Châu, nhưng vừa vặn đang ở tại Giang Châu nên cũng được mời tới. Dù thế nào thì, Thiếu Lâm và Võ Đang cũng là những môn phái nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Hoa, nên cần phải nể mặt người ngồi trên ghế lãnh đạo là một ông già đang mặc bộ đồ thái cực quyền màu trắng. Đó cũng là chủ tịch hiệp hội, Hà Điền, người này là người kế thừa của thái cực quyền thời nhà Trần. Mặc dù ông ta đã gần 60 tuổi, tóc và râu của ông ta cơ bản đều đã bạc trắng. Một tay thái cực quyền, nhưng cũng là một người lão luyện suốt quỷ nhập thần, cực kỳ có tính sát thương. Phó công thậm chí còn giỏi hơn cả đại sư thích ngôn và đạo trưởng hướng hư. Quảng cáo sau 2 giây, Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Nếu không, cũng không thể nào trở thành chủ tịch của hiệp hội võ thuật Giang Châu được. Mọi người đều đến đông đủ rồi chứ? Hà Điền nhìn các võ sư đang có mặt, mỉm cười hỏi. Đều đã tới đông đủ. Mọi người đều gật đầu. Được rồi, vậy hãy tổng kết những chuyện đã xảy ra trong giới võ thuật Giang Châu tháng này đi. Hà Điền gật đầu một cái, sau đó trực tiếp nhìn về phía Mạc Côn, cười nói, quán chủ Mạc tôi nghe nói vừa rồi trong võ quán của anh xảy ra một trận quyết đấu, kết quả lại bị karate đánh thua tan nát, đem lại một trận ẩm ỉ huyên náo. Thật xấu hổ, xấu hổ, là chúng tôi đã làm mất mặt võ thuật Trung Hoa. Mà côn ngượng ngùng cười, khuôn mặt già nua đỏ bừng lên nói. Không sao đâu, tôi nghe nói không phải có một thanh niên đeo khẩu trang đã ra tay, nghiêm khắc dạy dỗ võ sư karate đã khiêu khích các ông rồi đó rồi sao lại nghe bảo người thanh niên đó chính là đối thủ quyết đấu của anh có phải anh quen với anh ta không sao không giới thiệu cậu ấy vào hiệp hội võ thuật của chúng ta hiệp hội của chúng ta hiện đang cần những nhân tài như vậy hà điền khoát tay một cái cười nhạt nói ông ta không muốn bắt mà côn phải chịu trách nhiệm chẳng qua chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú với người thanh niên đeo khẩu trang kia thôi chuyện này thật ra tôi cũng không biết rõ cậu ấy đây chỉ là hiểu lầm hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết xong hơn nữa cậu ấy cũng không muốn tôi quấy rầy mình, cho nên tôi cũng không nhắc tới chuyện này. Mạc Côn cười mỉa nói, ông ta không dám mời Diệp Thu vào hiệp hội võ thuật đâu. Nếu không khi Diệp Thu mà đã khó chịu, thế nào cũng sẽ tính sổ với ông ta. chương 227, Chiaki Kanzaki. Nhìn cảnh này, tất cả những vị đại sư võ thuật ở đây đều sửng sốt, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên u ám. Bởi vì cách ăn mặc của những người này, gần như giống hệt như ba người Matsushima Kazuki đến quyền quán thương ứng để làm loạn hôm đó. Rất rõ ràng, những người này đều là cao thủ võ thuật karate của Nhật Bản. Sắc mặt mà côn trầm xuống, trợn mắt đứng lên ngay tại chỗ nhìn chầm chầm vào những kẻ xâm nhập này, trầm giọng quát láo sược, ai cho phép anh vào đây. Đây chính là hiệp hội võ thuật Giang Châu của chúng tôi, các anh dám cả gan ở chỗ này gây chuyện không sợ sẽ dẫn đến bất hòa giữa các quốc gia sao. Tuy nhiên, những người đàn ông karate kia hoàn toàn phớt lờ lời nói mà côn nói sau khi bọn họ xông vào cửa phòng họp liền chia thành hai hàng hết sức chỉnh tề đứng ở hai bên trái phải của cánh cửa chắp tay sau lưng đứng thẳng trên mặt hiện đầy sự cung kính có vẻ như bọn họ đang đợi một nhân vật lớn nào đó đến mọi người trong hiệp hội thấy vậy đều nhíu mày lại thình 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 mà ngay tại thời điểm này bên ngoài cửa phòng họp truyền đến tiếng bước chân vô cùng chậm rãi nhưng nặng nề và có lực nghe thấy vậy mọi người đều xôn xao quay đầu nhìn ra ngoài phòng họp chỉ thấy ở hành lang bên ngoài phòng họp có hai bóng người đang đi về phía phòng họp bên này và một trong số đó tất cả các cao thủ võ thuật ở đây đều biết đó chính là matsushima kazuki võ sư karate đã đánh bại các vị đại sư nhưng cuối cùng lại bị diệp thu phế cả hai tay Bây giờ, cả hai cánh tay của anh ta đều bị bó bằng thạch cao, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, có vẻ như vết thương của anh ta không hề nhẹ chút nào. Mà đi trước Matsushima Kazuki. Đó là một ông già với mái tóc hoa dâm, mặc quần áo samurai rộng thùng thính, chân đi guốc gỗ. Dưới mũi của ông ta, ngay chính giữa còn có một bộ dâu nhỏ hình vuông. Đây chính là hình dáng bộ dâu rất đặc trưng của người Nhật Bản. Theo sự xuất hiện của người này, những người đàn ông karate đã lao vào phòng họp lúc nãy đều rối rít cúi người xuống hành lễ khuôn mặt của bọn họ thể hiện rõ sự cung kính có thể thấy địa vị của ông lão này tương đối cao ngay cả khuôn mặt của matsushima kazuki đi theo phía sau ông ta cũng tràn đầy sự cung kính sau khi bước vào phòng họp đầu tiên ông ta liếc nhìn các võ sư trên bàn hội nghị mà cái nhìn này ước chừng vô cùng tùy ý lại khiến tất cả các cao thủ võ lâm ở đây đều cảm giác được một sự áp bức vô cùng mạnh mẽ trực giác nói với bọn họ ông già nhật bản này tuyệt đối không hề đơn giản người kia ở chỗ này sao người đàn ông lớn tuổi kia quay lại nhìn matsushima kazuki nhàn nhạt hỏi bằng tiếng nhật matsushima kazuki cũng nhanh chóng nhìn lướt qua các khuôn mặt trong phòng họp ngay sau đó lắc đầu cung kính nói thưa thầy người đó không có ở đây đi tới hỏi bọn họ một chút người đó là ai, đang ở đâu. Ông già Nhật Bản phất tay một cái, sau đó đưa một tay sau lưng, hai mắt nhắm lại, trông khí thế vô cùng mạnh mẽ. Vâng, Matsushima Kazuki vội vàng gật đầu, sau đó ưỡn thẳng ngực, xài bước đi về phía trước, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhìn những người có mặt ở đây, dùng tiếng chung cười lạnh hỏi, những kẻ thua cuộc kia, vẫn khỏe chứ hả? Hừ, Matsushima, cậu đắc ý cái gì chứ? Không phải cậu đã bị phế hai tay rồi sao? thế nào chỉ mới có hai ngày mà cậu đã quên bài học ngày hôm đó rồi phải không mạc công chừng mắt nhìn matsushima kazuki chằm chằm lạnh lùng nói quán chủ mạc xin chú ý lời nói của ông tôi bị đánh bại là bởi tên nhóc đeo khẩu trang còn đối với ông ấy à tôi cho dù không dùng tay vẫn có thể đánh bại ông trong mắt tôi ông chỉ là một thứ rác rưởi thôi biết chưa matsushima kazuki liếc nhìn mạc côn một cái tràn đầy khinh thường nói anh mạc côn tức giận chừng lớn mắt sau đó tay nắm chặt thành quyền đánh về phía matsushima kazuki lão mạc chủ tịch hiệp hội hà điền nhanh chóng đưa tay ngăn cản mạc côn trấn an nói anh đừng nên nóng nảy động tay động chân để tôi hỏi mục đích bọn họ đến đây để làm gì rồi tính sau nói xong hà điền buộc mạc côn ngồi lại trên ghế sau đó nhìn matsushima kazuki nhàn nhạt nói tôi là hà điền chủ tịch hiệp hội võ thuật giang châu không biết hôm nay các anh xông vào hiệp hội võ thuật của chúng tôi để làm gì vậy? Rất đơn giản, giao tên nhóc đã đánh bại tôi ở quyền quán thương ứng lần trước ra đây, thì hôm nay hiệp hội của các ông sẽ bình an vô sự. Còn nếu không, ông, chủ tịch hiệp hội và tất cả những người ở đây đều chuẩn bị vào bệnh viện mà nằm đi. Matsushima Kazuki cười lạnh một tiếng, ngạo mạn nói. Matsushima, có phải mày quá phách lối rồi không đấy? chỉ dựa vào bọn mày mà muốn quét sạch hiệp hội võ thuật của chúng tao. Mày đúng là không đem chúng tao để vào mắt rồi chứ gì. Mà côn trừng mắt nhìn Matsushima Kazuki, nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói. Hiệp hội võ thuật, ha ha, còn nhớ những lời tôi nói với ông trong võ quán hôm trước không? Nếu ông không nhớ thì để tôi nhắc lại, thứ cho tôi nói thẳng. Võ thuật Trung Quốc của các ông trước mặt karate của chúng tôi chính là ngay cả một đòn cũng không thể đỡ nổi tôi không phải đang đặc biệt nói về một cá nhân nào đâu mà ý tôi là tất cả những người ngồi đây đều là rác rưởi matsushima kazuki cười khinh miệt một tiếng vô cùng ngạo mạn nói mà anh ta vừa dứt lời tất cả các võ sư có mặt ở đây đều bị chọc giận matsushima cậu đúng thật là quá phách lối rồi matsushima đừng quên đôi tay này của cậu đã bị phế như thế nào matsushima cậu thực sự cho rằng võ thuật Trung Hoa của chúng tôi không có ai sao? Chẳng lẽ những chuyện ở võ quán ngày hôm trước rồi đấy à? Chấm chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả các võ sư đều nhìn chằm chằm vào Matsushima Kazuki, giận dữ gầm lên. Ha ha ha, nghe tiếng gầm giận dữ của mọi người. Matsushima Kazuki cười nhạt đầy vẻ diễu cợt, sau đó khinh thường nói, xem ra tên nhóc đeo khẩu trang kia thật sự cho các ông rất nhiều lòng tin nhỉ, tôi thừa nhận, cậu ta rất mạnh. Nhưng lần này, người đối phó với cậu ta không phải là tôi, mà là thầy của tôi, Chiaki Kanzaki. Vừa nói xong, Matsushima Kazuki kính cẩn xoay người lại, chỉ về phía người đàn ông lớn tuổi kia. Thấy vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Hóa ra ông già nhắm mắt từ sau khi đi vào đến giờ. Lại chính là võ sư karate đẳng cấp thế giới, cao thủ đai đen karate cấp 9, Chiaki Kanzaki. Đây tuyệt đối là một cao thủ, không ngờ Matsushima Kazuki lại thực sự đem ông ta tới đây. Điều này thực sự quá khủng khiếp, chương 228, càn quét toàn bộ Matsushima Kazuki vừa nói xong. Sắc mặt của mọi người ở đây đều thay đổi. Một Matsushima Kazuki thôi đã lợi hại như vậy, nếu bây giờ thêm võ sư karate đẳng cấp thế giới Chiaki Kanzaki ra tay nữa. Vậy thì không ai trong số họ ngồi đây có thể đấu lại được nổi. Nghĩ tới đây, mọi người dối rít lần lượt nhìn về phía Mạc Côn. Bởi vì chỉ có Mạc Côn mới biết thông tin về Diệp Thu. Nếu như bắt buộc phải giao Diệp Thu ra, thì cũng chỉ có Mạc Côn mới có thể làm được. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Biểu cảm trên mặt Mạc Côn cũng thay đổi, vội vàng nói các ông nhìn tôi làm gì. Chẳng lẽ các ông thật sự muốn đem Diệp, đem người đeo khẩu trang kia giao ra? cậu ấy là người anh hùng vĩ đại đã bảo vệ tôn nghiêm của nền võ thuật Trung Hoa chúng ta đấy. Nói hay lắm, đạo trưởng hướng hư từ nãy đến giờ không hề lên tiếng bỗng vỗ tay khen ngợi. Ngay sau đó, ông trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, nhìn về phía các võ sư đang có mặt, nói, mặc dù tôi đây không phải là thành viên của Hiệp hội Võ thuật Giang Châu các ông, nhưng tôi nghĩ câu nói của quán chủ mạc vô cùng có đạo lý. Người anh hùng mang khẩu trang kia đã một mình nỗ lực cứu lấy tôn nghiêm của võ thuật Trung Hoa chúng ta chúng ta nên yêu thương che chở cho cậu ấy mới đúng. Chẳng lẽ hôm nay trước kẻ thù lớn mạnh, chúng ta vì tự vệ mà chọn giao cậu ấy ra cho bọn họ sao? Vậy liệu chúng ta có còn xứng đáng với ba chữ, người Trung Quốc không? a di Đà Phật, Bần Tăng cảm thấy những gì đạo trưởng hướng hư nói rất đúng. Ngày đó, người anh hùng mang khẩu trang ấy đã bảo vệ võ thuật Trung Hoa của chúng ta. Hôm nay, đến lượt chúng ta bảo vệ cậu ấy, có câu kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, nếu ngay cả bản lĩnh này chúng ta cũng không có thì chúng ta luyện võ công để làm gì cơ chứ đại sư thích ngôn cũng đứng dậy khỏi ghế nhìn các vị đại sư võ thuật có mặt tại đây và nói sau khi nghe được những lời của hai đại sư mọi người đều sửng sốt một chút sau đó tinh thần ý chí chiến đấu bùng cháy trong lòng mẹ nó cao thủ karate chó má gì chứ tôi không tin hôm nay còn có thể đánh chết được tôi tôi cũng không tin ngày đó ở võ quán tôi chưa kịp ra tay hôm nay để cho thái cực kiếm pháp của tôi thỉnh giáo cái gọi là karate này thử xem danh con chết tiệt tôi vẫn không tin trên địa bàn của chúng tôi mà bọn mày có thể lộng hành được sao hổ trào thủ của vương đằng tôi đây xin thỉnh giáo nhất thời các cao thủ võ lâm đều đập bàn nhìn chằm chằm vào matsushima kazuki mà nói nghe thấy những lời này sắc mặt của matsushima kazuki cũng cực kỳ u ám cười lạnh đáp, xem ra các ông đây rượu mời không uống muốn uống rượu phát rồi. Nói xong, Matsushima Kazuki quay đầu nhìn về phía Hà Điền, trầm giọng hỏi, Chủ tịch Hà, ý của ông thế nào? Ông cũng sẵn sàng chống trả, lấy trứng trọi đá với bọn tôi sao? Chúng tôi là người Trung Quốc, được luyện võ thuật Trung Hoa. Cho đến hôm nay chưa biết hai từ khuất phục được viết như thế nào. Năm đó khi các người xâm lược đất nước chúng tôi, chúng tôi không hề đầu hàng, dù có đầu rơi máu chảy, dùng 8 năm cũng đuổi được các người ra khỏi Trung Quốc. Bây giờ các người lại còn muốn buộc chúng tôi phải nhượng bộ, tôi nói cho cậu biết, không bao giờ. Hà Điền nheo mắt lại, thản nhiên nói. Mặc dù giọng nói của ông ta không lớn, nhưng mỗi một chữ đều mang khí phách rất hào hùng. Khí phách và nhiệt huyết của người đàn ông Trung Quốc hoàn toàn được thể hiện một cách triệt đề. Chủ tịch nói hay lắm. Chủ tịch Hà, làm tốt lắm, người Trung Quốc chúng ta cái gì không có cũng không sao, chỉ cần có khí phách là được. Tên nhóc kia, để xem hôm nay ai sợ ai. Sau khi các võ sư nghe lời Hà Điền nói xong, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, dối rít tán thưởng. Sắc mặt Matsushima Kazuki trở nên u ám đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi cười nói, tốt lắm. Khá tốt, đây là các ông rượu mời không uống muốn uống rượu phát, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Sứt lời Matsushima Kazuki trực tiếp nói với những người đang mặc áo karate bên cạnh, tới đi, để cho lũ rác rưởi Trung Quốc này biết rằng karate của Nhật Bản chúng ta lợi hại đến mức nào. Được, những người kia gật đầu, sau đó không nói lời nào, trực tiếp xông tới trước mặt các võ sư ở đây. Tới đây nào, bon nhóc con. Các vị đại sư võ thuật không hề chùn bước, nghênh ngang nghênh đón bọn họ. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh nhau vô cùng ác liệt, bởi nơi này vốn là hiệp hội võ thuật giang châu cho nên về số lượng các võ sư tuyệt đối chiếm ưu thế hơn nữa về sức mạnh của những thanh niên mang áo karate này không mạnh bằng matsushima kazuki trong thời gian ngắn các võ sư đã tương đối có lợi thế hơn tuy nhiên dưới sự hỗ trợ của matsushima kazuki những lợi thế này ngay lập tức bị biến mất đừng chỉ nhìn vào đôi tay đã bị phế của matsushima kazuki là một võ sư karate đôi chân của anh ta cũng đặc biệt khỏe sau khi những võ sư gặp phải matsushima kazuki căn bản họ hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta matsushima kazuki chủ yếu dùng lực cho những cú đá chẳng bao lâu sau nhiều võ sư đã bị đánh bại bởi matsushima kazuki đại sư thích ngôn cùng đạo trưởng hướng hư thấy vậy vội vàng chủ động tấn công về phía matsushima kazuki Nói về năng lực hai người bọn họ đều mạnh hơn so với những võ sư bình thường. Hơn nữa Matsushima Kazuki bị thương cả hai tay, cho nên lúc này họ có thể đấu một trận cùng Matsushima Kazuki. Tuy nhiên rất nhanh, Matsushima Kazuki bắt đầu phát huy sức mạnh, một cú đá đằng sau về phía đạo trưởng hướng hư, chân còn lại đem đại sư thích ngôn đá lui về mấy bước. Mắt thấy hai vị đại sư sắp thua. Hà Điền liền ra tay. Không hổ danh là chủ tịch hiệp hội, vừa ra tay, ông ta đã thể hiện được một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ để khống chế lại. Một chiêu thái cực quyền của ông làm cho Matsushima Kazuki không đỡ được. Với chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân này của Hà Điền, Matsushima Kazuki bị đẩy bay ra ngoài. Nhìn cảnh này, ý chí chiến đấu của các võ sư đã được khích lệ phản kích trở lại. Chỉ một lát sau, những người đàn ông karate bắt đầu tỏ ra yếu thế hơn. Thấy vậy, sắc mặt của matsushima kazuki liền thay đổi vội vàng nhìn chiaki kanzaki đang nhắm mắt cầu cứu sư phụ mời thầy ra tay giúp đỡ nghe thấy những lời này chiaki kanzaki đột nhiên mở hai mắt ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ bùng nổ lan ra từ trong mắt ông ta ngay sau đó chỉ thấy chiaki kanzaki một tay để sau lưng không nhanh không chậm đi về phía chủ tịch hiệp hội hà điền nhìn thấy vậy sắc mặt hà điền hiện lên vẻ nghiêm nghị chuẩn bị tinh thần để chiến đấu cùng Chiaki Kanzaki. Đúng như dự đoán, Chiaki Kanzaki chỉ dùng một tay liền đem Hà Điền đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng này trực tiếp làm cho các võ sư đang có mặt ở đây hoàn toàn choáng váng. Ngay sau đó, chỉ thấy bóng dáng của Chiaki Kanzaki lao về phía các võ sư. Giờ khắc này, thật giống như hổ đang tấn công vào bầy dê vậy. Những đại sư võ thuật hoàn toàn không phải là đối thủ của Chiaki Kanzaki chương 229, Matsushima phách lối. Chiaki Kanzaki từ từ xoay người lại, nhìn Matsushima Kazuki, nhàn nhạt, nhạt nói, chuyện còn lại giao cho cậu xử lý. Vâng, thầy yên tâm. Matsushima Kazuki vội vàng đứng thẳng dậy, vô cùng kính trọng đảm bảo. Thấy vậy, Chiaki Kanzaki gật đầu, sau đó chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng họp mà không hề quay đầu lại. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Chiaki Kanzaki, Matsushima Kazuki quay đầu lại nhìn về hướng những võ sư đang kêu rên, khóe miệng cong lên một nụ cười chế nhạo. Ngay lập tức, anh ta trực tiếp đi tới trước mặt Hà Điền, chủ tịch hiệp hội, giơ chân dẫm mạnh vào ngực ông. Vốn Hà Điền vừa bị Chiaki Kanzaki đánh đến trọng thương, một cú đá này làm ông phun máu ngay tại chỗ. Chủ tịch Hà, tất cả võ sư có mặt ở đây khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đều hiện lên một ngọn lửa tức giận. Giờ phút này, bọn họ thực sự muốn lao vào liều mạng cùng matsushima kazuki tuy nhiên chiaki kanzaki thật sự quá lợi hại đều đem bọn họ đánh ngã xuống đất bây giờ thậm chí đứng lên còn không nổi chứ đừng nói gì đến việc phải liều mạng nếu không muốn tự chuốc khổ vào thân thì tất cả im lặng lại cho tôi matsushima kazuki quay đầu quét mắt nhìn vào đám người sau đó cúi đầu nhìn về phía hà điền mặt đầy khinh thường nói rác rưởi chính là rác rưởi cặn bã chính là cặn bã mà thôi ngoan cố chống đối, còn không biết tự lượng sức mình. Cho nên cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận bị trà đạp đâu, còn dám đòi chống lại karate của Nhật Bản. Thật nực cười. Nói xong, Matsushima Kazuki lại hung hăng đá vào ngực Hà Điền. Phốc, Hà Điền lại tiếp tục phun ra hai ngụm máu đen. Càng làm cho ông ta vốn đã bị trọng thương, nay còn nặng hơn, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đồ phế vật, nếu có bản lĩnh thì đứng lên đấu với tôi xem nào không dám đánh lại à, thư võ thuật Trung Hoa rác rưởi này đúng thật là quá yếu ớt mà. Matsushima Kazuki khinh thường rêu rao. Ngay sau đó, anh ta trực tiếp nhấc chân lên đạp mạnh vào cánh tay của Hà Điền. Chỉ nghe âm thanh, rắc rắc. Cánh tay phải của Hà Điền bị Matsushima Kazuki dẫm nát ngay tại chỗ. A, à, tiếng hét đau đớn của Hà Điền vang lên khắp phòng họp. Các vị đại sư võ thuật thật sự rất tức giận khi thấy vậy nếu ánh mắt có thể giết người được thì ngọn lửa trong mắt họ đã khiến matsushima kazuki chết cháy từ lâu thật sự quá đáng hận cha đường đường là chủ tịch hiệp hội võ thuật giang châu hóa ra cũng chỉ vậy thôi cực kỳ rác rưởi matsushima kazuki cười khinh thường sau đó cúi đầu nhìn xuống hà điền cười lạnh nói nếu ông không muốn phí công vô ích nãy giờ thì hãy ngoan ngoãn giao tên nhóc mang khẩu trang kia ra đây như thế chắc có lẽ ông sẽ giữ lại được chân tay của mình đấy nếu không đừng trách tôi không khách khí cậu đừng hòng hà điền cắn răng cố nén cơn đau quật cường nói mạnh miệng quá nhỉ rất tốt matsushima kazuki cười lạnh một tiếng sau đó anh ta lại giơ chân lên đạp vào cánh tay trái của hà điền chỉ nghe một âm thanh rắc, rắc rắc rõ ràng khác cánh tay trái của hà điền cũng bị matsushima kazuki dẫm nát tại chỗ một tiếng hết xuyên tim lại vang lên lần nữa những đại sư đang có mặt tại đây thực sự sắp khóc chủ tịch hiệp hội võ thuật giang châu mà lại bị sỉ nhục và hành hạ đến như vậy đây là sự sỉ nhục đối với tất cả những võ sư giang châu bọn họ có giao người ra không trong mắt matsushima kazuki lóe lên tia lạnh lẽo hỏi tiếp mày đừng mơ hà điền nghiến răng nghiến lợi vẫn kiên quyết nói tôi thấy ông thật sự rượu mời không uống muốn uống rượu phát một tia sát ý lóe lên trong mắt matsushima kazuki vừa nhấc chân phải lên định đá một cú thật mạnh vào đầu của hà điên không muốn này các vị võ sư thấy vậy trên mặt đều hiện lên vẻ tuyệt vọng nhưng mà ngay khi cú đá của matsushima kazuki chuẩn bị rơi vào đầu của hà điên con người của matsushima kazuki chợt xoay chuyển đột nhiên thu chân phải lại cười diếu cợt nói chỉ như thế này thôi thì thật sự quá hời cho ông rồi hơn nữa cũng không có lợi gì cho tôi, trước hết cứ giữ cái mạng này lại cho ông. Nói xong, Matsushima Kazuki đưa tay ra hiệu cho đàn em ở phía sau, rồi chỉ tay về phía đại sư thích ngôn và đạo trưởng hướng hư đang nằm trên mặt đất, cười lạnh nhếch mép nói mang hai lão già này tới đây cho tôi. Matsushima, mày định làm gì? Sư phụ thích ngôn và đạo sĩ hướng hư không phải là thành viên của Hiệp hội Võ thuật Giang Châu chúng tôi, bọn họ không liên quan gì đến chuyện này, mày không được chạm vào bọn họ mà côn trợn mắt nhìn matsushima kazuki gầm lên đừng kích động tôi chẳng qua chỉ định bắt hai người bọn họ làm con tin thôi nghe nói thiếu lâm và võ đang có địa vị rất cao trong giới võ thuật trung hoa có hai người bọn họ làm con tin hẳn có thể gây ảnh hưởng đến hiệp hội các người nhỉ matsushima kazuki nói với vẻ chế nhạo rốt cuộc mày muốn làm cái quái gì mà côn giống lên với đôi mắt đỏ bừng rất đơn giản tôi cho hiệp hội võ thuật các người một ngày, mang tên nhãi đeo khẩu trang kia tới địa bàn của chúng tôi ở Giang Châu. Nếu một ngày sau, tôi không thấy được cậu ta, hậu quả các người tự tính đi. Matsushima Kazuki cười lạnh nói. Lập tức, anh ta chỉ vào Hà Điền ở dưới chân, nói với lũ đàn em, đem lão giả dưới chân tôi cùng hai người kia mang đi. Vâng, những người đàn ông mặc đồ karate gật đầu, sau đó lần lượt bước lên phía trước, mang đạo trưởng hướng hư, Đại sư Thích Ngôn và chủ tịch hiệp hội Hà Điền lên khỏi mặt đất, đưa ra khỏi phòng họp. Chứng kiến cảnh này, vẻ mặt của các võ sư đang có mặt tại đây đầy tuyệt vọng và bất lực. Bọn họ muốn ngăn lại, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người bọn họ bị mang đi. Lúc sắp rời khỏi, Matsushima Kazuki quay đầu nhìn các cao thủ võ lâm, cười châm chọc nói, tôi khuyên thứ cặn bã các người sau này đừng luyện thứ võ thuật Trung Hoa vớ vẩn gì đó nữa rác rưởi thì chính là rác rưởi mà thôi karate của nhật bản chúng tôi mới là đệ nhất thế giới nói xong matsushima kazuki quay đầu bỏ đi một cách ngạo mạn các võ sư lúc này vô cùng tức giận không ngừng nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể cực kỳ không cam lòng mà nện xuống sàn nhà sau khi matsushima kazuki rời đi tất cả các cao thủ võ lâm đều nhìn mạc côn xôn xao mở miệng hỏi quán chủ mạc chúng ta phải làm sao đây Đúng vậy quán chủ mạc, chủ tịch cùng hai vị đại sư thích ngôn, hương hư đều đã bị bắt đi. Nếu không cứu bọn họ sẽ gặp nguy hiểm mất. Quán chủ mạc, ông mau nghĩ biện pháp nhanh lên đi. Nghe những lời này, chương 230, cậu Diệp, xin hãy cứu mạng. Vừa dứt lời, tất mọi người có mặt trong khán phòng đều sửng sốt. Người anh hùng đeo khẩu trang thật sự có thể giải cứu chủ tịch cùng hai vị sư phụ sao? Sức mạnh của Chiaki Kanzaki thực sự quá đáng sợ, chỉ cần mười mấy giây đã có thể hạ gục tất cả chúng ta, thậm chí tôi còn không thấy rõ ông ta đã ra tay như thế nào nữa. Liệu cậu thanh niên ấy có thể làm đối thủ của ông ta được không? Rất nhanh sau đó, nhiều người lên tiếng nghi ngờ hỏi. Lời ra tiếng vào, mọi người đều gật đầu, hiển nhiên trong lòng bọn họ đều có chung một lo lắng như vậy. Với năng lực của Diệp Thu, mặc dù bọn họ đã nhìn thấy ở quyền quán thương ứng vô cùng mạnh mẽ, nhưng chiaki kanzaki là một võ sư karate đẳng cấp thế giới đã nổi tiếng từ lâu vừa rồi lại thể hiện thực lực cực kỳ đáng gờm trước mặt bọn họ ngay cả chủ tịch hiệp hội hà điền cũng bị chiaki kanzaki đánh bại điều này thực sự quá sức kinh khủng vì vậy bọn họ lo lắng cho dù diệp thu có ra tay anh cũng không có khả năng là đối thủ của chiaki kanzaki chỉ có thể đâm đầu vào chỗ chết mà thôi đối mặt với sự nghi hoặc của tất cả mọi người Vẻ mặt của Mạc Côn cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng, bởi vì ông ta có những lo lắng tương tự. Nhưng trước mắt, ngoài việc mời Diệp Thu ra tay giúp, ông ta thực sự không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Như người ta thường nói, còn nước còn tát. Nghĩ đến đây, Mạc Côn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, không còn cách nào khác, cho tới bây giờ, ngoài việc mời cậu ấy ra tay thì mới còn có thể có một tia hy vọng. Ngoài ra không biện pháp nào nữa, thôi thì cứ liều một phen. Nếu không mặt mũi và tôn nghiêm của võ thuật Trung Hoa chúng ta thật sự không còn gì cả. Nghe vậy, mọi người cũng chỉ có thể bất lực gật đầu, vậy thì làm phiền quá chủ mạc. Tại hãn hải Lam Thành, trong biệt thự của Lâm Thanh Nhã, sau khi trở về từ nhà hàng Bách Vị, Lâm Thanh Nhã trực tiếp đến công ty, là một người phụ nữ mạnh mẽ trốn công sở, cho dù hôm nay là thứ bảy nhưng cô vẫn không chịu nghỉ ngơi. Đối với vấn đề này, Diệp Thu cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể ở nhà quét dọn sạch sẽ định đem toàn bộ biệt thự tổng vệ sinh một lần tuy nhiên ngay khi diệp thu sục sôi nhiệt huyết cầm cây lau nhà thì chuông cửa khu biệt thự lại vang lên diệp thu nhíu mày một cái bước tới mở cửa nhưng mà khi diệp thu nhìn thấy người đứng sau cánh cổng anh cũng sửng sốt bởi vì người vừa tới không phải ai khác mà chính là quán chủ mạc côn đến từ quyền quán thương ứng chỉ là lúc này sắc mặt ông ta vô cùng tái nhợt, hơi thở rối loạn, xem ra ông ta đã bị nội thương nghiêm trọng. Thấy vậy, Diệp vấn nghi hoặc hỏi, ông tới đây có chuyện gì? Nhìn vào tạp dề trên người Diệp Thu, cùng với cây lau nhà trên tay. Mà Côn cũng sướng sờ. Tuy nhiên, bây giờ là tình thế cấp bách, ông ta không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng nói cậu Diệp, xin hãy cứu mạng. Hử! Diệp vấn cao mày, làm sao vậy? Matsushima, Matsushima anh ta quay trở lại trả thù. Sắc mặt mà Côn vô cùng khó coi nói. Ngay sau đó, ông ta liền đem mọi chuyện vừa xảy ra trong hiệp hội võ thuật kể toàn bộ cho Diệp Thu nghe. Ý ông là, Matsushima vì muốn ép tôi ra mặt, đã bắt giữ chủ tịch hiệp hội của các ông và hai sư phụ thích ngôn cùng hướng hư. Diệp vấn híp hai mắt lại, nhàn nhạt hỏi. Không sai, anh ta còn nói nếu như cậu không xuất hiện trong vòng một ngày, vậy thì anh ta sẽ giết chết chủ tịch cùng hai vị sư phụ mà côn gật đầu vội vã nói vậy hiệp hội võ thuật của các ông không một ai có thể đánh lại sao diệp thu nhàn nhạt hỏi không có sức mạnh của chiaki kanzaki thực sự quá đáng sợ chủ tịch của chúng tôi là cao thủ số một của hiệp hội ngay cả ông ấy còn thua bởi chiaki kanzaki nên dù tất cả chúng ta có cộng lại thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chiaki kanzaki Tôi cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể đến mời cậu ra tay, nếu không dù thế nào tôi cũng không dám đến quấy rầy cậu." Mạc Côn lắc đầu cười khổ nói. Nghe những lời này này, Diệp Thu nheo mắt suy nghĩ một lúc. Nếu đổi lại là những chuyện bình thường, anh tự nhiên cũng lười để ý đến. Nhưng chuyện này lại liên quan đến bộ mặt và tôn nghiêm của Trung Quốc cũng như võ thuật Trung Hoa. Nếu anh không ra mặt như vậy danh dự của võ thuật trung hoa sẽ bị tên danh con matsushima dẫm xuống đất mà trà đạp đây là điều mà bất kỳ người đàn ông nào đang chảy trong mình dòng máu của dân tộc trung quốc cũng không thể tha thứ được nghĩ đến đây diệp thu đặt cây lau nhà sang một bên cởi tạp dề nhàn nhạt nói dẫn đường nghe vậy đầu tiên mà côn sửng sốt một chút sau đó trong mắt hiện lên vẻ vui mừng vội vàng nói mời cậu đi theo tôi tại võ đường karate kanzaki ở giang bắc đây là võ đường karate được tạo nên bởi võ sư karate đẳng cấp thế giới chiaki kanzaki ngay cả đây chỉ là một võ đường thuộc chi nhánh nhỏ nhưng vẫn có thể trở thành võ quán lớn nhất và xếp hạng một ở giang bắc quy mô cùng sức mạnh ở đây trực tiếp nghiền nát quyền quán thương ứng không phải vì bất cứ điều gì khác mà vì tên thương hiệu vàng chiaki kanzaki nói cho cùng danh tiếng của chiaki kanzaki thực sự quá lớn Giới mắt ra toàn thế giới cũng vô cùng có sức ảnh hưởng. Cho nên, chỉ cần là võ đường của ông ấy, thì dù nó được mở ở bất cứ đâu, cũng cực kỳ nổi tiếng, sẽ có vô số học viên đến để đăng ký học karate. Kết quả là karate ngày càng trở nên nổi tiếng trong những năm qua. Ngược lại, võ thuật Trung Quốc ngày càng xa sút và không ai đoái hoài đến. Không thể không nói, điều này thực sự đáng buồn. Mà hôm nay Trước cổng chi nhánh của võ quán Kanzaki vô cùng náo nhiệt. Bởi vì mọi người đều được nghe nói, võ sư karate đẳng cấp thế giới Chiaki Kanzaki sẽ đích thân thu nhận đệ tử và truyền dạy các kỹ năng karate của mình tại chi nhánh Giang Châu vào ngày hôm nay. Vì vậy, điều này đã thu hút rất nhiều người từ Giang Châu đến xem. Hơn 90% trong số họ là những người trẻ tuổi. Dù sao đối với môn võ vừa trở nên phổ biến trên toàn thế giới, không ít người trẻ tuổi vẫn tương đối cảm thấy hứng thú bên trong võ đường chính giữa võ đài thường dùng để tập luyện chiaki kanzaki đang quỳ gối ở đây hai mắt nhắm nghiền hô hấp đều đều cả người toát ra một loại khí thế vô hình rất đáng sợ thấy vậy các đệ tử karate ngồi quỳ gối xung quanh đều hiện lên đầy sự cung kính trong ánh mắt mà ngay lúc này matsushima kazuki cùng một nhóm cao thủ karate bước vào võ đường anh ta kính cẩn tiến đến trước mặt Chiaki Kanzaki, quỳ xuống và cung kính nói: "Thưa thầy, em đã mang chủ tịch hiệp hội võ thuật, còn có đại sư thích ngôn của Thiếu Lâm cùng đạo trưởng Hướng hư của võ đang về đây, bọn họ đều là những nhân vật quan trọng trong giới võ thuật Trung Hoa. Hôm nay là ngày trọng đại để thầy thu nhận đệ tử ở Giang Châu này, thầy xem có muốn em mang ba người bọn họ tới đây làm nhục nhã một phen không? Cũng để cho những người trẻ tuổi ở Giang Châu thấy được thực lực của Karate lợi hại nhường nào." Còn võ thuật trung hoa lại rác rưởi ra sao, như vậy chắc chắn sẽ có thể thu hút nhiều người đến đăng ký hơn. Ừ. Chiaki Kanzaki gật đầu. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 231, có lợi hại bằng anh rể tôi không? Nghe những lời này, Chiaki Kanzaki đột nhiên mở mắt ra, một khí thế vô cùng mạnh mẽ từ trong cơ thể ông ta phóng ra ngoài. Mà đôi mắt sắc bén kia, ngay cả Matsushima Kazuki cũng không dám nhìn thẳng đây là linh khí của kẻ mạnh nhất, thật sự quá dữ dội. Trong lúc nhất thời, dáng vẻ cung kính của những đệ tử đang ngồi xung quanh đều tăng lên ngay lập tức. Để bọn họ vào đi, Chiaki Kanzaki thản nhiên nói. Mặc dù giọng nói của ông ta không lớn, nhưng từng từ từng chữ đều vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy khí thế. Matsushima Kazuki không dám do dự, vội vàng đứng lên nói với đệ tử đang phụ trách các cổng, chuẩn bị mở cửa, để những người bên ngoài vào đi. Cùng lúc đó, bên ngoài cổng của võ đường chi nhánh Kanzaki, giờ phút này đang chật kín người. Phần lớn bọn họ đều là những người trẻ tuổi, thậm chí còn có rất nhiều học sinh trung học. Trong đám người cũng có em họ của Lâm Thanh Nhã là Giang Thi Kỳ. Cô ấy đến cùng với một vài người bạn cùng lớp của mình. Trong số đó có Dương Hạo, Vương Chiết và Lưu Tuệ. Sau sự cố đã trải qua ở KTV, Lưu Tuệ và Vương Chiết đã chia tay. Đối với kẻ hèn nhát đã chắp tay dâng mình lên vào thời điểm quan trọng. Lưu Tuệ đã rất đau lòng. Hôm nay sở dĩ đến đây hoàn toàn là vì đi cùng với Giang Thi Kỳ. Nếu không, cô ta thậm chí sẽ không muốn nhìn thấy tên nhãi vô dụng Vương Chiết này. Mà người khởi xướng việc đến sự kiện hôm nay đương nhiên là Dương Hạo, Là một fan hâm mộ trung thành của của Tê Quân Do. Sau khi thê thảm ở cây TV lần trước, cậu ta hoàn toàn mất niềm tin vào tê quân do, mà thay vào đó là tình yêu với karate. Vì vậy sau khi nghe tin tức võ sư karate đẳng cấp thế giới sẽ đến thu nhận đệ tử ở chi nhánh Giang Châu vào hôm nay. Cậu ta ngay lập tức mời đám người Giang Thi Kỳ đến. Vừa vặn tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú nên đều cùng nhau đến tham gia náo nhiệt. Thi Kỳ, cậu hãy chờ xem, chỉ cần hôm nay Chiaki Kanzaki có thể thu nhận tôi làm đệ tử karate của ông ấy, vậy thì sau này tôi nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Dương hạo quay đầu nhìn Giang Thi Kỳ, mặt đầy đắc y nói. Sời, trước đây khi tập tê khuôn do cậu cũng nói y chang như vậy, nhưng kết quả thì sao? Lần trước ở cây tivi không phải cậu bị đánh cho tôi bởi đấy sao? Tôi thấy những thứ võ thuật này chẳng qua chỉ được cái động tác võ thuật thể hiện ra bên ngoài trông rất đẹp mắt mà thôi. Giang Thi Kỳ liếc Dương Hạo một cái, bĩu môi, không vui nói. Đó là tê quân do, nhưng bây giờ đây là karate không giống nhau thực tế trong chiến đấu karate mạnh hơn rất nhiều so với tê quân do hơn nữa cậu có biết chiaki kanzaki là ai không có thể trở thành đồ đệ của ông ấy cậu nghĩ tôi có thể yếu ớt sao sắc mặt dương hạo liền thay đổi nhanh chóng giải thích chiaki kanzaki rất lợi hại phải không có lợi hại bằng anh rể tôi không giang thi kỳ lắc đầu một cái khinh thường nói đúng vậy Tôi cảm thấy anh rể của Thi Kỳ mới là người có năng lực lợi hại nhất." Lưu Huệ cũng nói theo. "Hiển nhiên, kể từ lần ở cây KTV Thiên Hậu Hoàng Thành, bóng dáng cao lớn của Diệp Thu mạnh mẽ không gì sánh nổi đã khắc sâu vào tâm trí của hai người cô gái. Trong mắt hai người họ, chỉ có thể Diệp Thu mới có thể gọi là một người đàn ông thực thụ, một anh hùng. Thậm chí cô ấy đã coi Diệp Thu là thành tiêu chí lựa chọn bạn đời trong tương lai của họ. Tuy nhiên, Đối với lời nói của hai cô ấy, trên mặt Dương Hạo hiện lên một nụ cười khinh bỉ, cậu ta khinh thường nói, "Thi kỳ, không phải là tôi coi thường anh rể cậu. Tôi thừa nhận anh ta đánh cũng được, nhưng nhiều nhất chỉ là hơn người bình thường một tí. Còn Chiaki Kanzaki là cao thủ karate đẳng cấp thế giới đất. Không chút khoa trương thì cũng có thể nói anh rể của cậu mà ở trước mặt ông ta, đoán chừng chỉ cần một chiêu thôi cũng không chịu nổi rồi." Không sai, Chiaki Kanzaki mạnh đến mức nào? tôi đã tìm hiểu qua Internet rồi. Nghe nói ngay cả nhà vô địch quyền anh hạng nhất thế giới Legion của Mỹ cũng không phải là đối thủ của ông ta, hơn nữa ông ta có thể đạp ra một chiếc cọc gỗ dày như cái thùng phi chỉ bằng một cú đá. Thật sự quá kinh khủng, nghĩ thử mà xem, ai có thể đỡ nổi một cú đá của ông ta cơ chứ? Anh rể của thi kỳ trước mặt Chiaki Kanzaki sẽ bị hạ gục nhanh chóng chỉ bằng một đòn mà thôi. Vương Chiết cũng vội vàng lên tiếng phụ họa. Nghe thấy những lời này, Sắc mặt Giang Thi Kỳ nhanh chóng thay đổi. Đá một chiếc cọc gỗ dày như thùng phi, đây không phải là quá mạnh rồi đấy chứ? Anh rể Diệp Thu của cô cũng có thể làm như thế đương không? Đây thật đúng là một ẩn số. Tuy nhiên, cô vẫn không bị thuyết phục, chú cái miệng nhỏ nói, coi như Chiaki Kanzaki rất lợi hại thì thế nào. Tôi vẫn tin chắc rằng anh rể tôi là người giỏi nhất, hơn nữa võ thuật Trung Hoa của chúng ta cũng tốt nhất, không thua gì so với Karate cả. Ha ha. Thi kỳ, tôi thực sự không phải đả kích cậu, nhưng võ thuật Trung Hoa của chúng ta chỉ là một trò hề. Đó chỉ là một cách để biểu diễn cho đẹp mắt thôi, còn muốn dùng thì không thể nào. Trong chiến đấu thực tế, nếu nhìn sang karate, võ thuật Trung Hoa phải gọi karate một tiếng, đại ca, đấy. Dương Hạo cười khinh thường, châm chọc nói. Này, rốt của cậu không phải là người Trung Quốc sao? Có ai xính ngoại đến như bạn không? Giang thâm liếc nhìn Dương Hạo một cái, tức giận nói. Không phải tôi xính ngoại, mà sự thật là như vậy, võ thuật Trung Hoa còn kém xa so với karate. Nếu không tin cậu cứ chờ mà nhìn thử, lập tức sẽ sớm biết võ sư Chiaki Kanzaki mạnh cỡ nào. Dương Hạo mặt đầy đắc y nói. Mà ngay lúc này, cổng võ đường mở ra. Đệ tử phụ trách canh cổng ra hiệu với đám đông bên ngoài, hô to, muốn ghi danh thì xếp hàng theo thứ tự rồi mới được tiến vào võ đường. Đi thôi, tiếp theo tôi sẽ cho các cậu thấy ai mới được gọi là kẻ mạnh thực sự. Dương Hạo mặt đầy đắc ý vẫy tay ra hiệu, sau đó đi theo đoàn người bước vào võ đường. May mắn thay, không gian bên trong võ đường khá rộng lớn, xung quanh võ đài đều có những hàng ghế khán giả, đủ sức chứa cho tất cả mọi người. Sau khi đợi mọi người đã vào chỗ ngồi, Matsushima Kazuki đứng giữa võ đài, trực tiếp mở miệng nói chào mừng mọi người đến với chi nhánh của Karate Kanzaki hôm nay là ngày đích thân sư phụ chiaki kanzaki của tôi thu nhận đệ tử bây giờ đầu tiên tôi xin giới thiệu về sư phụ của mình chiaki kanzaki nói xong matsushima kazuki kính cẩn quay đầu lại và nhìn chiaki kanzaki đang quỳ trên mặt đất trong lúc nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người trên khán đài đều rơi trên người của chiaki kanzaki cho dù chiaki kanzaki giờ phút này đang bất động nhưng vẫn tỏa ra một sức ép vô hình vô cùng mãnh liệt Mọi người chẳng qua chỉ nhìn một cái, nhưng đều có thể cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ đó. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không hổ danh là cao thủ karate đẳng cấp thế giới, chỉ riêng khí thế này thì không phải ai cũng có thể có được. Điều này càng củng cố thêm quyết tâm muốn bái sư học tập của rất nhiều người, trong đó có cả Dương Hạo. Để thể hiện sức mạnh của karate ở Nhật Bản chúng tôi như thế nào, trước khi bắt đầu bái sư, chúng tôi còn có một màn biểu diễn muốn cho mọi người xem chương 232, là tôi cho, được không? Đối với Hà Điền, không ít người ở đây đều biết. Vì dù sao với tư cách là chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Giang Châu, Hà Điền cũng thường xuyên xuất hiện trên TV. Đa số mọi người đều nhận ra ông ấy. Còn Đại sư Thích Ngôn và Đạo trưởng Hướng Ngư, thoạt nhìn có vẻ họ là những nhà sư và đạo sĩ. Nếu bị buộc chung với Hà Điền ở đây, vậy chắc là thân phận cũng không tầm thường. Trong thời khắc này, Vẻ mặt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đây là tình huống gì vậy chứ? Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của mọi người, khóe miệng của Matsushima Kazuki nhếch lên một nụ cười đắc ý, lạnh lùng nói, "Trước hết, để tôi giới thiệu ba người này với các người một chút. Đầu tiên, tôi nghĩ ai là người ở Giang Châu này thì chắc hẳn đều biết ông ta, không sai, ông ta chính là chủ tịch của hiệp hội võ thuật Giang Châu, Hà Điên. Mà hai người còn lại cũng có tên tuổi rất lớn đấy." theo thứ tự lần lượt là Đại sư Thích Ngôn của Thiếu Lâm và Đạo trưởng Hướng Hư của Võ Đang. Matsushima Kazuki vừa nói xong. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chắc hẳn mọi người đều rất ngạc nhiên, tại sao ba người bọn họ lại bị trói ở đây, đúng không? Vậy thì để tôi kể cho mọi người nghe, vì cả ba người bọn họ đều có chung một số phận, đó là thất bại dưới tay của thầy tôi Chiaki Kanzaki. Không chỉ vậy, chỉ một giờ trước, sư phụ của tôi vừa càn quét hiệp hội võ thuật của Giang Châu các cao thủ võ thuật Trung Hoa các người đều bị bại trận dưới karate của sư phụ tôi. Bây giờ, chắc mọi người đều đã biết rằng karate của chúng tôi có sức mạnh kinh khủng đến nhường nào rồi chứ. Matsushima Kazuki nhìn vào đám đông khán giả, cười lạnh nói. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều chấn động. Hiệp hội Võ thuật Giang Châu Đây có thể xem là tổ chức chính phủ mạnh nhất trong giới võ thuật Giang Châu. Muốn gia nhập vào đây, phải có thực lực vô cùng mạnh mới được phép tham gia. Có thể nói như vậy, vì bất cứ ai đã là thành viên của Hiệp hội Võ thuật Giang Châu đều là cao thủ võ thuật của tất cả các môn phái. Mà bây giờ, Chiaki Kanzaki không chỉ một tay quét sạch toàn bộ hiệp hội võ thuật, mà còn bắt Hà Điền, chủ tịch hiệp hội trói vào cột. Điều này thật sự không thể tưởng tượng được. Mất mặt quá, thật sự đây là một sự nhục nhã, không ngờ thuật trung hoa của chúng ta hôm nay lại rơi tình cảnh như vậy. Đúng vậy, võ thuật Trung Hoa đã được lưu truyền từ ngàn năm, trước mặt karate lại bị đánh bại triệt để. Ngay cả hiệp hội võ thuật cũng bị quét sạch, có thể thấy võ thuật Trung Hoa thực sự đang suy tàn. Thế mới nói karate thật châu bò, nghe tôi, theo học karate là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Bây giờ, karate mới là tốt nhất trên thế giới. Chấm chấm chấm, trong lúc nhất thời, mọi người trên khán đài bàn luận vô cùng sôi nổi. Một số người nghĩ rằng karate thực sự quá tuyệt vời bằng bất cứ giá nào hôm nay họ cũng phải bái sư học karate mới được. Mà Dương Hạo trên khán đài thấy vậy, mặt cậu ta đầy vẻ đắc ý nhìn Giang Thi Kỳ nói, nhìn thấy không? Thi Kỳ, đừng nói đến anh rể của cậu, ngay cả hiệp hội võ thuật Giang Châu cũng bị quét sạch bởi một mình võ sư Chiaki Kanzaki. Giờ thì cậu đã biết karate mạnh đến mức nào rồi chứ? Anh rể của cậu khi đứng trước mặt Chiaki Kanzaki chỉ là cọng bùn yếu ớt thôi. Hừ, giang thi kỳ hừ lạnh một tiếng chỉ có thể cắn chặt hàm răng nhất thời không có cách nào phản bác lại dương hạo được điều này khiến dương hào càng trở nên đắc ý nói nhiều như vậy chắc hẳn mọi người cũng muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh của karate rồi nhỉ tiếp theo sư phụ của tôi sẽ đích thân biểu diễn cho mọi người xem nhiệt liệt vỗ tay nào matsushima kazuki cười tâu toét nhìn những người có mặt ở đây vừa dứt lời toàn bộ khán đài bất ngờ vỗ tay như sấm Điều này càng làm cho khuôn mặt của Matsushima Kazuki trở nên đắc ý, ngay sau đó quay đầu lại nhìn ba người đang bị trói vào cọc, cười nhạo, nếu ba ông muốn được tự do, thì cùng nhau đánh với sư phụ của tôi một trận đi. Nếu các ông thắng, tôi sẽ thả các ông đi ngay. Nói xong, Matsushima Kazuki trực tiếp gật đầu với võ sư karate bên cạnh. Ba võ sư karate bước tới cởi trói cho bọn họ. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, hai vị sư phụ, Hôm nay chúng ta liều mạng cùng tên nhãi này. Hà Điền nhìn về phía Đại sư Thích Ngôn và đạo trưởng Hướng hư, nghiến răng nói. "Được." Cả hai người họ đều gật đầu. Ngay sau đó cả ba người bọn họ không nhiều lời, trực tiếp lao thẳng về phía Chiaki Kanzaki đang quỳ giữa võ đài. Thấy vậy, khóe miệng của Matsushima Kazuki nhếch lên một nụ cười nhạt đầy khinh thường. Vào thời điểm này, ánh mắt của tất cả mọi người trên khán đài đều đổ dồn vào ba người họ mắt thấy ba người họ lao tới bên cạnh chiaki kanzaki đang chuẩn bị hành động thì lúc này trong nháy mắt chiaki kanzaki vỗ hai tay xuống đất cả người trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên một cái xoay tròn một cú đá thật mạnh lên không trung trực tiếp đem ba người hà điền bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất ôm ngực rên lên nhìn cảnh này toàn khán đài đều sợ ngây người cái này cũng quá mạnh rồi. Một chân quét sạch ba người. Hơn nữa ba người này cũng không phải là những người bình thường, mà là những võ sư đã nổi danh từ lâu. Sức mạnh của Chiaki Kanzaki thực sự quá đáng sợ. Matsushima Kazuki mặt đầy đắc thắng bước đến chỗ ba người họ, một chân dẫm lên ngực của Hà Điền, anh ta nhìn về phía đám đông, nói, mọi người đã thấy rõ rồi đấy, đây là võ thuật Trung Hoa, Tuy nhiên ở trước mặt karate của chúng tôi thì chỉ như một đống cặn bã, karate của chúng tôi mới là mạnh nhất thế giới. Nếu ai muốn đăng ký, chỉ cần mẹ mày con chó kia, si, Matsushima Kazuki vẫn chưa nói xong. Một tiếng hét đầy tức giận đột nhiên vang vọng vào, truyền khắp võ đường. Điều này khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều sửng sốt. Sau đó, bọn họ quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh chỉ thấy bên ngoài cổng lớn của võ đường. Một nhóm người đang xảy bước về phía võ đường. Mà người dẫn đầu chính là quán chủ của quyền quán thương ứng, Mạc Côn. Những người còn lại cũng đều là những võ sư của Hiệp hội Võ Thuật Giang Châu. Để tăng thêm khí thế, Mạc Côn gọi tất cả họ đến. Thấy vậy, sắc mặt Matsushima Kazuki chợt trở, trở nên u ám, lạnh lùng nói, Mạc Côn, anh tới đây làm gì? Phá nát nơi này, cứu người ra. Mà côn tự tin nói. Nghe thấy vậy. Matsushima Kazuki đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngay cười to một tiếng, chế nhạo, ha ha ha, mà côn, tôi thấy hình như ông bị sư phụ tôi đánh đến ngốc rồi thì phải. Chẳng lẽ những chuyện vừa xảy ra ở hiệp hội võ thuật ông đã quên rồi sao? Chỉ bằng đám bại trận các ông, lũ nhãi nhép mà cũng dám đến đây đòi phá nát võ đường của sư phụ tôi sao? Là ai cho các ông cái dũng khi đó? Hả? là tôi cho, được không? Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ngay sau đó, những đại sư võ thuật nhanh chóng tách ra, chừa lại một đường ở giữa. Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ quần áo thể thao màu đen bước ra với một nụ cười nhạt trên môi. Không phải ai khác, chương 233, cần gì phải giải thích với ông? Nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang bước ra. Matsushima Kazuki cùng tất cả mọi người trên khán đài đều sừng sốt đặc biệt là Giang Thi Kỳ và đám người Dương Hạo. Anh rể. Giang Thi Kỳ giật cả mình. Sao anh ta lại đến đây? Sắc mặt Dương Hạo thay đổi. Chẳng lẽ anh ta cũng muốn tới đây phá nát địa bàn của Chiaki Kanzaki sao? Vương Chiết suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói. Lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt trên mặt Dương Hạo hiện đầy vẻ vui mừng, lập tức tuét miệng cười nói, ha ha, nếu là như vậy thật thì sắp có kịch hay để xem rồi, sư phụ Chiaki Kanzaki nhất định sẽ dạy cho tên Diệp Thu này một bài học. Dương Hảo, cậu đang hả hê cái gì? Giang Thi Kỳ chừng mắt nhìn Dương Hạo, lạnh giọng hỏi. Tôi nói thật, chút bản lĩnh của anh rể cậu, có thể giả bộ một chút trước những người bình thường. Chứ ở trên địa bàn của sư phụ Chiaki Kanzaki mà ngang ngược vậy thì chính là tự chôn đầu vào chỗ chết rồi. Cứ đợi mà xem, chỉ cần một chiêu của Chiaki Kanzaki cũng đánh bay anh rể cậu rồi, cậu cứ chờ để chuẩn bị vào bệnh viện thăm anh rể mình đi. Dương Hạo bĩu môi, cười trên sự đau khổ của người khác nói. Dù sao trong lòng cậu ta vẫn còn oán hận Diệp Thu. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy Diệp Thu bị đánh, cậu ta chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Anh rể của tôi sẽ không bao giờ như cậu nói đâu. Giang Thi kỳ cắn chặt răng, lạnh lùng nói. Vậy thì cứ chờ xem, chỉ hy vọng anh rể của cậu chút nữa sẽ không quá thê thảm. Dương Hạo mặt đầy châm chọc nói. Nghe vậy, Giang Thi Kỳ hít sâu một hơi, trong con ngươi xinh đẹp nhìn về phía Diệp Thu Hiện đầy vẻ lo lắng. Mặc dù ngoài miệng cô nghìn lần không phục với những lời nói của Dương Hạo, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Dẫu sao sau khi nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Chiaki Kanzaki, cô cũng không biết Diệp Thu rốt cuộc có thể làm được hay không. Chuyện này làm cô vô cùng lo lắng. Matsushima Kazuki nhìn Diệp Thu, nhíu mày một cái nhất thời không nhận ra dù sao ngày đó diệp thu đeo một chiếc khẩu trang hoạt hình bọt biển che mặt mặc âu phục nhưng hôm nay anh lại mặc một bộ quần áo thể thao phong cách thay đổi điều này làm cho sắc mặt của matsushima kazuki lập tức trầm xuống lạnh giọng hỏi anh lại là thứ chó má gì chứ chẳng lẽ anh đã quên chiêu thập thủ tát heo của tôi nhanh như vậy sao khóe miệng diệp thu hơi cong lên mặt đầy bông đùa nói vừa dứt lời cả người matsushima kazuki đều sửng sốt sau đó hai mắt bùng lên lửa giận lập tức gầm lên là anh anh chính là người mang khẩu trang hôm đó là tôi xem ra bộ óc heo của anh vẫn còn có thể nhớ được một số chuyện đấy nhỉ diệp thu chế nhạo nói tuy nhiên bị diệp thu mắng thành óc heo matsushima kazuki chẳng những không tức giận ngược lại ở tại chỗ ngẩng đầu lên cười ha 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 thật đúng là tìm ở đâu cho xa vừa lãng phí thời gian vừa tốn công sức, quay đầu lại đã thấy xuất hiện trước mắt đây rồi. Không ngờ thứ không biết sống chết như anh còn dám đến tận cửa tìm, nếu đã thành tâm muốn tìm chỗ chết như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Matsushima Kazuki trực tiếp nhìn về phía Chiaki Kanzaki bên cạnh, nói, thưa thầy, chính là tên nhãi này, hôm đó anh ta đã phế bỏ hai tay em, còn xúc phạm thầy là đồ rác rưởi, không chỉ thế mà còn sỉ nhục karate, còn ép em phải quỳ xuống trước mặt mọi người nói những lời xúc phạm đó. Mong thầy nhất định phải giúp em dạy anh ta một bài học. Hử! Chiaki Kanzaki chậm rãi nhướng nghi, liếc nhìn Diệp Thu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, tôi tung hoành ngang dọc một đời chưa từng thấy người nào phách lối như cậu, nhóc con, cậu không chỉ phế bỏ đôi tay học trò yêu quý của tôi, còn làm nhục karate, hôm nay, cậu nhất định phải cho tôi một lời giải thích mặc dù giọng điệu của chiaki kanzaki rất bình thản nhưng mỗi chữ đều mang theo một sức ép vô hình nếu là người bình thường khẳng định đã sớm sợ tới vỡ mật nhưng mà đối với lần này vẻ mặt diệp thu vẫn bình thản như thường giải thích khóe miệng diệp thu nhếch lên một tia cười lạnh khinh thường nói tôi là người trung quốc sống và làm gì tại trung quốc này cần gì phải giải thích với ông xin hỏi ông nghĩ ông tuổi gì chứ lời vừa dứt Toàn bộ mọi người trên khán đài đều thấy ra đầu tê dại. Chiaki Kanzaki, đây là một cao thủ karate đẳng cấp thế giới, lại một mình mạnh bạo quét sạch toàn bộ hiệp hội võ thuật Giang Châu. Mà bây giờ người trẻ tuổi này lại dám nói chuyện với Chiaki Kanzaki như vậy. Điều này chứng tỏ đúng là không muốn sống nữa mà. Ha ha ha, Diệp Thu ơi là Diệp Thu, anh thật sự muốn tìm chỗ chết mà. Dương Hạo vô cùng hưng phấn cậu ta muốn diệp thu nhanh chóng đấu với chiaki kanzaki bởi vì khi đó cậu ta có thể tận mắt nhìn thấy diệp thu bị ăn đòn rồi mà giang thi kỳ lúc này lại càng lúc càng lo lắng ha 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 thật giỏi cho thứ không biết trời cao đất dày nếu cậu đã muốn chết ông đây thật lòng giúp đỡ cậu chiaki kanzaki cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo ngay sau đó dậm chân một cái cả người toát ra một khí thế áp bức vô cùng đáng sợ Chầm giọng nói, tên nhóc, cậu có dám lên đây đánh với tôi một trận không? Khóe miệng Diệp Thu cong lên, trực tiếp đi về phía võ đài. Mặc dù anh không nói gì, nhưng hành động của anh đã trả lời Chiaki Kanzaki. Diệp Thu tiếp nhận cuộc chiến này. Cậu Diệp, nhất định phải cẩn thận. Mà côn vội vàng dặn dò. Đúng vậy, anh hùng, tên kia có chút lợi hại, cậu phải cẩn thận đấy. Các cao thủ võ lâm cũng lần lượt nói. Giờ khắc này, có thể nói bọn họ đang khẩn trương tới cực điểm, bởi vì Diệp Thu đã là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nếu lần này Diệp Thu lại bị thua, vậy thì tất cả bọn họ chắc chắn đều gặp nạn rồi. Từ nay về sau võ thuật Trung Hoa sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa. Đi tới võ đài, Diệp Thu và Chiaki Kanzaki đứng đối mặt nhau. Chiaki Kanzaki chắp một tay đằng sau, vẻ mặt khinh thường nói, nhóc con, đừng nói ông đây bắt nạt cậu, tôi chấp cậu một tay cho cậu ra tay trước thế nào không cần ông có thể ra tay trước nếu không ông sẽ không có cơ hội ra tay đâu diệp thu nhẹ giọng nói lời này vừa nói ra không chỉ chiaki kanzaki choáng váng mà tất cả mọi người trên khán đài cũng sửng sốt ngay sau đó nhìn về phía diệp thu trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ bởi vì theo họ thấy hành động diệp thu thật sự quá phách lối đại sứ chiaki kanzaki đã chấp anh ta một tay đây được gọi là phong thái của một kẻ mạnh. Nhưng còn anh ta, lại nói ra những lời như vậy. Thật sự muốn chết mà. Ối chà chà, mày còn dám làm bộ trước mặt sư phụ tao sao? Mày không sợ thầy ấy sẽ đấm mày ra cho sao? Chương 234, Đứng Yên không nhúc nhích. Khi mọi người trên khán đài nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đều trợn to. Chính là chiêu này, nên biết rằng, ngay mới vừa rồi, Chiaki Kanzaki đã dùng chiêu này để quét sạch ba võ sư Hà Điền, Đại sư Thích ngôn và đạo trưởng Hướng hư cùng một lúc. Có thể nói là vô cùng mạnh bạo. Mà bây giờ, Chiaki Kanzaki lại một lần nữa sử dụng chiêu này với Diệp Thu. Cho nên bọn họ cho rằng Diệp Thu nhất định thua rồi, ngay cả ba võ sư hàng đầu cũng không thể đỡ được đòn đá xoáy này của Chiaki Kanzaki. Thì đừng nói tới chàng trai trẻ chỉ hơn 25 tuổi Diệp Thu này điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Trong khoảnh khắc này, trên mặt của mọi người ở đây đều hiện biểu tình xem kịch vui. Mà Dương Hạo thì lại hả hê tới cực điểm. Trong đầu cậu ta thậm chí đã vẽ ra hình ảnh Diệp Thu bị Chiaki Kanzaki một cú đá bay, sau đó quỳ xuống cầu xin ông ấy tha thứ. Chuyện này làm cho cậu ta vô cùng kích động. Cứ như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bàn chân của Chiaki Kanzaki hung hăng quét lên người Diệp Thu theo dự đoán suy đoán của mọi người diệp thu chắc chắn sẽ bị đá bay ra ngoài ngã xuống đất bị thương nặng không dậy nổi điều này cũng khiến mạc côn cùng các đại sư võ thuật đừng nói có bao nhiêu lo lắng mà trên khán đài vẻ mặt của giang thi kỳ cũng thay đổi có chút không đành lòng mà nhắm hai mắt lại nhưng tiếp theo chuyện mà mọi người tự nghĩ tới sẽ không bao giờ xảy ra diệp thu không những không bị chiaki kanzaki đá bay mà ngược lại vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích một chút nào. Thậm chí, ngay cả thân thể anh cũng không run lên tí nào. Có thể nói là vững chãi như núi. Ngược lại, sắc mặt của Chiaki Kanzaki thay đổi rõ rệt. Bởi vì ngay lúc chân ông ta quét qua người Diệp Thu đó, ông ta có cảm giác như đang đụng vào một tảng đá cực kỳ cứng vậy. Cú đá này làm cho chân của ông ta run lên một hồi, không thể không vội thu chân lại, liên tiếp lui về phía sau năm sáu bước, lúc này mới xem như ổn định lại thân thể nhìn một màn này trong nháy mắt toàn bộ khán đài hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều sợ đến ngây người hai mắt nhìn chằm chằm vào diệp thu trên sàn đấu còn người suýt chút nữa rơi ra tại chỗ nên biết rằng đó chính là chiaki kanzaki đấy bậc thầy karate đẳng cấp thế giới thế mà khi chân của ông ta quét qua người diệp thu không những diệp thu không có chuyện gì mà vẻ mặt của ông ta lại thay đổi rõ rệt phải lùi lại năm sáu bước chuyện này thực sự không thể tin được, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì dù có thế nào bọn họ cũng sẽ không tin. Chuyện gì đã xảy ra, tôi không bị hoa mắt phải không? Tên nhóc kia không bị sao ư, chuyện này sao có thể? Đại sứ Chiaki Kanzaki không phải đang nhường nhịn đấy chứ? Có phải là võ sư Chiaki Kanzaki, người vừa mới quét ba võ sư bằng một chân vừa rồi không? Chấm chấm chấm, trong giờ phút này rất nhiều cuộc bàn luận đang xảy ra trên khán đài sang thi kỳ người vừa nhắm chặt mắt không dám nhìn khi nghe thấy những lời này liền tò mò mở mắt ra khi cô thấy diệp thu vẫn đứng yên trên sàn đấu liền thở phào nhẹ nhõm trên mặt hiện đầy vẻ vui mừng sau đó cô nhanh chóng nhìn về phía lưu huệ bên cạnh hỏi mới vừa rồi xảy ra chuyện gì thế cậu không nhìn thấy sao chiaki kanzaki đá một cú vào anh rể của cậu nhưng anh rể của cậu không sao cả Thay vào đó Chiaki Kanzaki phải lùi lại năm, 6 bước đấy. Lưu Huệ mặt đầy hưng phấn nói, trong mắt lấp lánh những ngôi sao. Có thật không, anh rể tôi quả nhiên không làm tôi thất vọng. Khi nghe thấy điều này, khuôn mặt của Giang Thi Kỳ trong nháy mắt tràn đầy sự ngạc nhiên mừng rỡ. Ngay sau đó, cô trực tiếp quay đầu nhìn về phía Dương Hạo, khóe miệng nở nụ cười đắc ý, ngay tại chỗ phản kích nói, "Này, Dương Hảo, cậu thấy chưa?" Ai vừa nói anh rể của tôi ngay cả một chiêu của Chiaki Kanzaki cũng không đỡ nổi. Sắc mặt Dương Hạo thay đổi, vô cùng không phục khịt mũi bất mãn nói, hư, đừng đắc ý quá sớm. Theo tôi thấy vừa rồi chỉ là sư phụ Chiaki Kanzaki đang thăm dò để cho anh rể cậu thấy thôi, cái này gọi là phong thái của kẻ mạnh, cậu hiểu không? Cứ đợi mà xem, một khi đại sứ Chiaki Kanzaki nghiêm túc, anh rể của cậu chắc chắn không phải là đối thủ của ông ấy. Tôi không tin, anh rể của tôi nhất định sẽ thắng. Giang Thi Kỳ lắc đầu nói. Phải không, cậu có dám đặt cược với tôi không? Khóe miệng Dương Hạo nhếch lên một nụ cười danh mãnh, hỏi. Đánh cược cái gì? Giang Thi Kỳ nhíu mày, nghi hoặc nói. Nếu như anh rể của cậu thua, vậy cậu phải đồng ý làm bạn gái của tôi. Dương Hạo cười khẩy nói. Vậy nếu anh rể tôi thắng thì sao? Sắc mặt Giang Thi Kỳ thay đổi, cắn răng hỏi vậy tôi sẽ quỳ lại anh rể của cậu trước mặt mọi người hơn nữa sẽ gọi anh ta là ông nội thế nào khóe miệng dương hạo hơi cong lên vô cùng tự tin nói mặc dù vừa rồi cú xoay chân của chiaki kanzaki không đá bay được diệp thu nhưng theo cậu ta thấy diệp thu vẫn không phải là đối thủ của chiaki kanzaki cú đá vừa rồi chẳng qua chỉ để thử diệp thu thôi một khi chiaki kanzaki ra tay thật diệp thu chắc chắn sẽ thua ngay lập tức đó là lý do tại sao lần này cậu ta mới dám tự tin đặt cược với Giang Thi Kỳ. Thi Kỳ, đừng để ý tới cậu ta, tớ thấy cậu ta chỉ thừa dịp cháy nhà mà hôi của thôi." Lưu Tuệ kéo tay áo của Giang Thi Kỳ, nhỏ giọng nói. "Lưu Huệ, cô đang nói cái gì vậy? Cái gì mà tôi muốn cháy nhà hôi cơ chứ? Không phải các người tin tưởng vào Diệp Thu lắm sao? Thế nào, sợ anh ta sẽ thua đại sứ Chiaki Kanzaki? Nếu các người quả thực đang sợ hãi, vậy thì trực tiếp thừa nhận Diệp Thu không bằng đại sứ Chiaki Kanzaki đi, như vậy chúng ta cũng không cần phải đặt ván cược này. Dương Hạo cười lạnh một tiếng, cố ý khiêu khích nói. Chúng tôi không sợ, nhưng không cần thiết phải như vậy. Lưu Tuệ liếc mắt nhìn Dương Hạo, tức giận nói. Thôi đi, sợ chính thì sợ, còn mạnh miệng cái gì ở đây? Vương chiết mặt đầy khinh thường chế nhạo. Một kẻ hèn nhát như cậu thì biết cái quái gì chứ? Lưu hối chừng mắt nhìn Vương Chiết, lạnh lùng nói. Ý của cô nói ai là tên hèn nhất hả? Có tin tôi đánh cô không? Sắc mặt Vương Chiết đột nhiên trở nên u ám, sau đó nâng tay lên định đánh Lưu Tuệ. Tới đây, nếu cậu có gan thì tới đây đánh tôi đi. Lưu Tuệ ngược lại cũng không hề yếu ớt, dương nanh múa vuốt muốn cùng Vương Chiết đánh nhau. Lưu Huệ, Giang Thi kỳ vội vàng kéo lấy Lưu Tuệ lại, sau đó quay đầu trợn mắt nhìn Dương Hạo, nghiến răng nói, được rồi, Tôi đồng ý với cậu, sau vụ đánh cược này, hy vọng cậu sẽ không hối hận. Một lời đã định, nếu ai đổi ý, người nào đi ra đường sẽ bị xe đâm thành người thực vật. Đôi mắt Dương Hạo lóe lên tia sáng được như ý nguyện, cậu ta hưng phấn nói. Chương 235, trái tim tôi thực sự vỡ tan rồi. Trên võ đài, Chiaki Kanzaki nhìn Diệp Thu vẫn đứng yên mỉm cười, sâu trong mắt ông ta lóe lên một tia lạnh lẽo. Như người ta thường nói, Người ngoài cuộc chỉ biết xem náo nhiệt, người trong cuộc lĩnh hội sự thật. Những người trên khán đài không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong lòng Chiaki Kanzaki biết rõ. Cú đá xoáy bên cạnh vừa rồi, tuy rằng ông ta chỉ dùng một phần mười sức lực, nhưng tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể chống lại được. Như vậy có thể thấy, Diệp Thu chắc chắn có một thực lực. Điều này làm cho Chiaki Kanzaki hít mắt lại, lạnh giọng nói, xem ra lúc nãy tôi đã đánh giá thấp cậu phải không? Vậy thì tôi ngược lại với ông, tôi thấy một chiêu vừa rồi của ông thật sự đã đánh giá quá cao rồi. Khóe miệng Diệp Thu khóe miệng hơi cong nhẹ, mặt đầy hài hước nói. Hừ, sắc mặt Chiaki Kanzaki nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói, tên nhóc, đừng tưởng rằng nếu cậu đỡ được một cú đá xoay người của tôi là không ai địch nổi. Đó chỉ là một phần mười sức mạnh thực sự mà thôi, tôi thừa nhận lúc nãy tôi đã coi thường cậu. Nhưng mà hiện tại trong mắt tôi cậu vẫn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Đánh bại cậu, đối với tôi mà nói thật dễ như trở bàn tay. "Ồ, vậy thì hãy thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình ra xem, đừng chọc cười tôi nữa." Diệp Thu thản nói. "Mày tự tìm chỗ chết rồi." Một tia sát ý lóe lên trong mắt Chiaki Kanzaki, sau đó không nhiều lời, cả người ông ta mang theo sức lực cực kỳ kinh người, giống như một con hổ dữ, trực tiếp lao thẳng về phía Diệp Thu ngay tại thời điểm này chiaki kanzaki đã thực sự tức giận mà khí thế ác liệt tỏa ra từ người ông ta khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được một sự áp lực dữ dội bọn họ biết rõ chiaki kanzaki lúc này đã thật sự ra tay rồi tất cả đều không kiềm được mà hít vào một hơi lạnh theo họ thấy lần này diệp thu hoàn toàn xong đời rồi dù sao một võ sư karate đẳng cấp thế giới đang tức giận chuyện này quá khá đáng sợ. Mọi người chỉ nhìn từ xa thôi mà đã cảm thấy ra đầu dâm ran, sống lưng lạnh toát. Chứ đừng nói đến Diệp Thu đang đứng trên sàn đấu. Vì vậy, trong thời khắc này, không ai nghĩ rằng Diệp Thu có thể sống sót sau cuộc tấn công lần này của Chiaki Kanzaki. Nhất thời, Kazuki Matsushima đang đứng ở bên góc sàn đấu tràn đầy vẻ hả hê. Mà gương mặt dương hạo trên khán đài cũng càng thêm vui mừng. Trong tất cả những người có mặt ở đây, hai người bọn họ có thể xem là người muốn thấy Diệp Thu gặp xui xẻo nhất. Về phần Giang Thi Kỳ và Lưu Tuệ, cũng như các cao thủ võ lâm do mà Côn dẫn đầu, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Nhìn khí thế đáng sợ của Chiaki Kanzaki toát ra. Dù lòng tin của bọn họ dành cho Diệp Thu rất lớn, nhưng giờ phút này cũng không tự chủ mà cảm thấy lo lắng. Âm, um, bịch, bịch, tiếng bước chân nặng nề của Chiaki Kanzaki vang vọng khắp võ đường mỗi bước chân của ông ta đặt xuống cũng mang theo khí thế không gì sánh kịp, tựa như sấm rền. Mọi người đều cảm thấy sởn ra đầu khi nghe thấy nó. Tất cả mọi người đều đứng lên, không kiềm được mà thấy cảm thông cho Diệp Thu. Đối mặt với một đối thủ đáng sợ như vậy. Không thể không nói, Diệp Thu thật sự vô cùng bất hạnh. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Chiaki Kanzaki đã đến trước mặt Diệp Thu như hổ xuống núi vậy, sau đó nhanh chóng vung tay phải, hung hăng đánh một nắm đấm hung hăng về phía diệp thu ầm um, cú đấm này với sức mạnh vô cùng mang theo một sự mãnh liệt dữ dội chỉ cần nhìn vào là ai cũng cảm thấy ra đầu tê dại nhưng mà đối mặt với cú đấm vô cùng ác liệt này diệp thu vẫn đứng yên không hề nhúc nhích hệt như không nhìn thấy vậy thậm chí không có ý định né tránh thấy vậy trong mắt matsushima kazuki tràn đầy vẻ khinh bỉ anh ta biết cú đấm của sư phụ mình kinh hoàng như thế nào. Mặc dù chỉ là một cú đấm trực diện đơn giản, nhưng nó ẩn chứa một lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Anh ta đã từng tận mắt chứng kiến sư phụ của mình dùng nắm đấm trực diện này đập thẳng vào 10 viên gạch. Hơn nữa, 10 viên gạch đều được xếp chồng lên nhau. Như vậy có thể hình dung ra được được lực của cú đấm này kinh khủng cỡ nào. Mà bây giờ, Diệp Thu lại dám đứng thẳng ở yên đó để Chiaki Kanzaki đánh mình. Trong mắt Matsushima Kazuki, đây là tuyệt đối là hành động tự đi tìm chỗ chết. Chỉ cần Diệp Thu dính phải cú đấm này, cho dù là anh ta chưa chết thì chắc chắn cũng là sắp chết. Điều này càng làm cho sự phấn khích của Matsushima Kazuki lên đến cực điểm. Dưới ánh mắt của mọi người, với cú đấm như búa bổ này, Chiaki Kanzaki hung hãn đánh về phía Diệp Thu, mắt thấy nó sắp chạm trúng lồng ngực của Diệp Thu. Tuy nhiên, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, diệp thu không hoảng hốt cũng không hề vội vàng mà bình tĩnh vươn tay phải ra bắt lấy nắm đấm của chiaki kanzaki trong nháy mắt cú đấm hủy diệt của chiaki kanzaki đột nhiên dừng lại trong lòng bàn tay của diệp thu không thể tiến thêm về phía trước một mm nào nữa hơn nữa nhìn thấy có vẻ như diệp thu không hề cố gắng dùng lực vậy cứ bình thường thoải mái lại còn trông rất ung dung như vậy nhìn cảnh này mọi người trong khán phòng đều sững sờ Khuôn mặt Chiaki Kanzaki đột nhiên trở nên u ám. Ông ta theo bản năng muốn rút nắm đấm lại. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, dùng hết tất cả sức lực từ lúc nhỏ đến giờ thì nắm đấm của ông ta vẫn ở trong lòng bàn tay Diệp Thu, như thể bị đóng băng vậy. Hai mắt Chiaki Kanzaki lập tức trợn tròn, vẻ mặt không dám tin nổi nhìn Diệp Thu hỏi, "Cậu, cậu sao có thể mạnh như vậy được?" "Trời sinh thế." Khóe miệng Diệp Thu khẽ cong lên, mang theo vẻ đùa giỡn nói vừa rồi tôi đã để cho ông biểu diễn lâu như vậy, tiếp theo đã đến lúc tôi cũng nên hoạt động xương cốt một chút rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt của Chiaki Kanzaki lập tức thay đổi. Tuy nhiên, còn chưa đợi ông ta kịp làm gì. Diệp Thu đã trực tiếp duỗi tay trái ra, phung mạnh bàn tay của anh trên không trung, hung hăng tát vào mặt Chiaki Kanzaki. Ba, chỉ nghe một tiếng tát trời giáng vào mặt. Chiaki Kanzaki quay cuồng té bay ra ngoài hơn nữa còn bay xa đến hàng chục mét khi ông ta đập vào vách tường của võ đường cả người trực tiếp bị cắm vào tường ngay cả rơi xuống đất cũng không thể nhìn thấy cảnh này ngay lập tức làm tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngẩn còn người thiếu chút nữa rơi ra ngoài cái gì gọi là một cái tát dính tường hôm nay bọn họ đã tận mắt được chứng kiến quan trọng là người bị đánh dính tường kia lại là võ sư karate đẳng cấp thế giới chiaki kanzaki thật sự quá hoàng đường, không thể tưởng tượng nổi mà. Có thể Tachiaki Kanzaki thành thế này. Vậy phải có sức mạnh đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Trong thời điểm này, ánh mắt của tất cả mọi người tại khán phòng nhìn vào mắt Diệp Thu như thể họ đang nhìn một con quái vật. Còn Matsushima Kazuki và biểu cảm của Dương Hạo trên khán đài, đừng nói có bao nhiêu khó coi vào lúc này, giống như ăn phải phân vậy. Chắc chắn. Audio điện tử võ tấn bền chương 236, sống không bằng chết mà nếu phải nói về trái tim vỡ vụn. Không thể không nói đến Dương Hạo nên biết rằng, cậu ta đã đánh cược với Giang Thi Kỳ. Nếu Kanzaki chiên minh thua, cậu ta sẽ quỳ lại Diệp Thu và gọi anh ta là ông nội trước mặt tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, Chiaki Kanzaki thật sự thua cuộc. Chuyện này làm cho cậu ta có cảm giác mình giống như một người bại trận trên chiến trường, sắp gục ngã đến nỗi muốn khóc lên trong ánh mắt kinh sợ của mọi người. Diệp Thu nghiêng đầu nhìn về phía Matsushima Kazuki đang ở bên cạnh, khóe miệng mang theo ý cười đùa cợt, nhàn nhạt, nhạt nói, "Tôi nghe nói anh dẫn người đến hiệp hội võ thuật làm loạn hả?" "Anh, anh muốn làm gì?" Cả người Matsushima Kazuki bất giác run rẩy, sắc mặt khó coi hỏi. "Không làm gì cả, tôi nhớ tới lần trước tôi đã nói rất rõ ràng. Nếu anh muốn tìm người báo thù cũng có thể, chỉ cần chuẩn bị tinh thần bị phế cả tay chân là được." khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, sau đó trực tiếp nhấc chân lên, không nhanh không chậm đi về phía Matsushima Kazuki. Thấy vậy, Matsushima Kazuki sắp bị dọa đến nỗi tè ra quần. Bây giờ ở trong mắt anh ta, Diệp Thu giống như thần chết vậy. Đừng nói đến có bao nhiêu đáng sợ. Trong lúc nhất thời, anh ta không quan tâm bất cứ điều gì khác, sợ hãi vội vàng lùi lại. Vừa lui anh ta vừa hét vào mặt các đệ tử karate xung quanh võ đài, các người làm gì mà còn đứng ngây ra đó, nhanh đến bảo vệ tôi mau. Nghe thấy vậy, các đệ tử karate sửng sốt trong giây lát, sau đó lần lượt xông về phía trước, đem Matsushima Kazuki bảo vệ phía sau lưng. Tuy nhiên, trên gương mặt của họ hiện đầy vẻ lo lắng và sợ hãi. Đùa gì thế? Diệp Thu là một kẻ tàn nhẫn có thể tát bay cả sư phụ Chiaki Kanzaki của bọn họ, chỉ với những người họ, cứ coi như cộng lại tất cả sức lực cũng không phải là đối thủ của Diệp Thu. Thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Thu khẽ cong lên, xoay cổ khởi động một chút, đang chuẩn bị ra tay. Thì ngay tại lúc này, Mạc Côn ở cách đó không xa, ra hiệu với các đại sư võ thuật phía sau, hô to: "Mẹ nó, ỷ thế nhiều người muốn bắt nạt cậu Diệp. Các anh em, cùng tôi tiến lên giết chết bọn khốn kiếp này nào." Giọng nói vừa dứt, Tất cả những võ sư này, dẫn đầu là Mạc Côn, lần lượt lao về phía các đệ tử karate. Trong lúc này, hai bên giao chiến với nhau. Những võ sư như Mạc Côn, mặc dù không phải là đối thủ của Chiaki Kanzaki cùng Matsushima Kazuki, nhưng đối phó với những đệ tử karate này không thành vấn đề gì cả. Dù sao những đệ tử karate này chẳng qua chỉ áp đảo về mặt số lượng, chứ thực lực của bọn họ thì hoàn toàn không thể so sánh với Matsushima Kazuki có người thậm chí chỉ mới luyện tập được một, hai tháng. Vì vậy, dưới sự tấn công của đám cao thủ võ lâm này, dĩ nhiên rất nhanh bọn họ đã bị diệt gọn. Hơn nữa, những cơn tức của các đại sư dành cho Chiaki Kanzaki cùng Matsushima Kazuki không có chỗ nào để chút giận, vừa vặn giờ phút này đều đổ xuống đầu những đệ tử karate này. Dưới sự tấn công vô cùng kiên quyết mạnh mẽ đó, chỉ một lúc sau, các đệ tử karate đã nằm đầy đất chỉ còn lại tên chỉ huy thích ra vẻ Matsushima Kazuki. Mà Côn ra hiệu với các cao thủ võ lâm, sau đó quay lại nhìn Diệp Thu, cung kính nói, cậu Diệp, chúng tôi giúp cậu giải quyết đám nhãi danh này, tiếp theo, còn tên chó chết Matsushima Kazuki liền giao cho cậu. Ừ, Diệp Thu gật đầu một cái, cười nhạt, ngay sau đó lập tức nhấc chân đi về phía Matsushima Kazuki. Matsushima Kazuki sợ hãi sắp tè ra quần, xoay người cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, giờ phút này sau lưng anh ta là ba chiếc cọc gỗ khi nãy dùng để trói Hà Điền, sư phụ thích ngôn và đạo trưởng hướng hư. Ngay khi Matsushima Kazuki vừa quay người lại, anh ta liền va phải một trong những chiếc cọc đó. Đầu đụng thật mạnh vào cây cọc gỗ. Chỉ nghe một tiếng, ầm, vang lên. Matsushima Kazuki té ngã xuống đất. Nhưng điều không may chính là, cây cọc gỗ đó vì bị anh ta đụng phải nên phần gốc đứng không vững, ngã thẳng xuống mặt đất. Matsushima lại vô cùng xui xẻo, bởi vì hướng mà chiếc cọc kia rơi xuống chính xác là chỗ của anh ta. Hơn nữa vào lúc này, Matsushima Kazuki còn đang nằm ngửa ra. Ầm. Uhm, chỉ nghe một tiếng động thật lớn. Những chiếc cọc gỗ dày như thùng phi đó, cứ như vậy mà ngã xuống chúng ngay đúng quần của Matsushima Kazuki. A! À, trong lúc nhất thời, gà bay trứng vỡ, một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp võ đường matsushima kazuki sắp ngất đi vì đau đớn những người đàn ông có mặt tại đây cảm thấy ớn lạnh dưới đúng quần khi thấy cảnh này chứ chưa kể đến matsushima kazuki còn bị cọc gỗ đập rất mạnh vào đó đoán chừng chắc cả đời này anh ta không còn được làm đàn ông nữa rồi ha 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 nói cho tôi xem anh chạy cái gì thế tôi chỉ muốn tán gẫu nói chuyện phiếm với anh một tí thôi mà chuyện này chỉ có thể trách anh thôi diệp thu đi đến bên cạnh matsushima kazuki cúi đầu nhìn anh ta, tinh nghịch nói. a, à, tao phải giết mày. Matsushima Kazuki vô cùng tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thu, mặt đầy đau khổ hét lên. Xuyệt, nếu anh còn sủa to như vậy vào tôi thì tôi sẽ không vui đâu. Diệp Thu đưa ngón trỏ lên miệng, cười lạnh nói. Chết tiệt, tao muốn giết chết chôn sống mày y. Hai mắt Matsushima Kazuki đỏ bừng, giận dữ gầm hét lên. Nghe không hiểu tiếng người phải không? Diệp Thu hít mắt lại, trên mặt lóe lên vẻ lạnh lẽo, nếu đã như vậy thì... Lúc này, Diệp Thu trực tiếp nhấc chân lên, dẫm mạnh vào đùi phải của Matsushima Kazuki. Sắc sắc, chỉ nghe tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Xương chân ở đùi phải của Matsushima Kazuki bị Diệp Thu dẫm nát ngay tại chỗ, gốc xương vỡ vụn đâm vào da, chảy ra rất nhiều máu. Thấy vậy, mặt ai cũng tái mét. Lần ra tay này thực sự quá dứt khoát, quá tàn nhẫn a à, tiếng hét thảm thiết như chọc tiết lợn của matsushima kazuki tràn ngập toàn bộ võ đường mẹ mày đồ khốn nạn tao nhất định phải đem mày băm vằm ra thành nhiều mảnh matsushima kazuki mồ hôi nhễ nhại vì đau mắt vẫn gắt gao trợn chừng nhìn chằm chằm về phía diệp thu điên cuồng gầm lên còn chưa thành thật phải không khóe miệng diệp thu khẽ cong lên sau đó một lần nữa nhấc chân phải lên trực tiếp phế gãy chân trái của matsushima kazuki trong nhất thời, toàn bộ hai chân của Matsushima Kazuki đều bị phế. Lần trước anh ta đã bị Diệp Thu phế bỏ hai tay. Thêm vào đó vừa bị cọc gỗ đập vào đúng quần. Giờ phút này, anh ta hoàn toàn có thể được xem là một phế vật. Sau một trận hét vang trời đất, Matsushima Kazuki cuối cùng không thể chịu đựng nổi cơn đau này, bất tỉnh ngay tại chỗ. Ngược lại Diệp Thu cũng không trực tiếp giết chết Matsushima bởi dựa vào dáng vẻ phế vật của Matsushima Kazuki bây giờ. chương 237, báo ứng tới rồi. Bảng hiệu, mà côn hơi sừng sốt, lập tức vội vã gật đầu, xoay người tiến lên phía trước. Chỉ một lúc sau, mà côn đã ôm một cái bảng hiệu lớn quay trở về lôi đài. Đó chính là bảng hiệu treo ngay ở trên cửa lớn của đạo trường. Mặt trên viết sáu chữ thiếp vàng to Kanzaki Karate Do đệ nhất thế giới có thể nói là vô cùng kiêu ngạo và điên cuồng ngang ngược cậu Diệp, bảng hiệu. Mà côn cầm bảng hiệu đến đứng trước mặt Diệp Thu, nhìn anh, cung kính nói. Cùng lúc đó, trong lòng ông ta vẫn luôn tự hỏi đột nhiên Diệp Thu muốn lấy cái bảng hiệu này làm gì chứ? Không chỉ mỗi mà côn mà tất cả mọi người có mặt ở đây lúc này đều cảm thấy rất ngờ vực. Đúng lúc này, Diệp Thu đột nhiên một phát bắt được bảng hiệu, dùng sức quăng vào không trung. Theo sát phía sau là cả người anh, anh nhảy lên từ trên mặt đất sau đó đạp một phát vào tấm bảng hiệu ở ngay giữa không trung. Giang giác, chỉ trong nháy mắt, khối gỗ to chế tạo thành bảng hiệu bị Diệp Thu đá tan thành mảnh vụn ngay tại chỗ, mảnh vỡ bay đầy trời, rơi rải rác đầy đất. Nhìn một màn này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Sau khi nhảy xuống đất, Diệp Thu chỉnh sửa lại quần áo của bản thân một chút sau đó nhìn tất cả mọi người ở đây, từ tốn nói, võ thuật Trung Hoa đã được kế truyền nghìn năm, phong phú uyên thâm, nó là tinh thần dân tộc kế thừa của Trung Hoa chúng ta, trải qua cả trăm nghìn năm, tổ tiên vì con cháu Trung Hoa chúng ta mà giữ gìn bảo vệ. Các người có thể thích karate, có thể thích các loại võ thuật khác, thế nhưng xin các người đừng vũ nhục võ thuật Trung Hoa. Càng đừng làm ra những chuyện thương tổn đến võ thuật Trung Hoa, tôi hy vọng các người không quên bản thân mình là một người Hoa. Những lời nói này của Diệp Thu Mặc dù giọng điệu bình thản nhưng lại có một sức cuốn hút độc đáo khiến cho người ta nghe xong chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cậu Diệp nói thật hay, vỗ tay. Khuôn mặt mà côn tràn đầy sự kích động, ông ta đứng tại chỗ vỗ tay nhưng nó cũng như một thế kêu gọi, chỉ trong nháy mắt đã đốt cháy bầu không khí toàn hiện trường. Toàn bộ đạo trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền ngay lập tức, tất cả mọi người đều vỗ tay vì Diệp Thu. Nhiệt huyết trong lòng bọn họ đều bị những lời nói vừa nãy của Diệp Thu đốt lên hoàn toàn. Kanzaki thiên minh ở bên trong vách tường nhìn thấy một màn này thì tức giận cắn chặt răng. Vốn dĩ hôm nay là ngày anh ta tổ chức đại hội thu nhận đồ đệ, tất cả mọi chuyện đều đang được tiến hành rất thuận lợi thì tự nhiên Diệp Thu xuất hiện, làm cho mọi thứ đều thay đổi. Không chỉ có anh ta bị đập mạnh vào vách tường, không thể chống đỡ nổi mà cả Matsushima Kazuki cũng bị đánh bại hoàn toàn. Mà bây giờ, những người vốn dĩ vô cùng ngưỡng mộ karate cũng đều bị Diệp Thu thay đổi tín ngưỡng chỉ sợ sau này trên toàn bộ Giang Châu sẽ có rất ít người muốn học karate. Điều này làm cho Kanzaki Thiên Minh tức giận đến mức suýt chút nữa phun ra một búng máu ở ngay tại chỗ. Đúng lúc này, Diệp Thu quay đầu lại nhìn về phía anh ta, từ tốn nói: "Kanzaki Thiên Minh, anh nghe kỹ cho tôi, từ nay về sau ở Giang Châu không cho phép bất kỳ một đạo trường Kanzaki Karate tiếp tục xuất hiện nữa, nếu không thì anh cứ mở một lần, tôi sẽ đập một lần." mặc dù giọng điệu của diệp thu rất bình thản nhưng lại rất đáng tin nghe vậy sắc mặt kanzaki thiên minh cũng biến đổi anh ta chỉ có thể cắn răng khuôn mặt tràn đầy sự không cam lòng nhưng vẫn phải nuốt những lời muốn nói xuống hết cách rồi đánh cũng không đánh lại chỉ có thể tạm thời nhận thua thôi thế nhưng cứ như vậy mà muốn giảng hòa với anh thì kanzaki thiên minh không thể làm được kanzaki thiên minh xin thề ở trong lòng nếu như không thể báo được thù này thì anh ta thề không làm người trên khán đài Dương Hạo nhìn mọi người lúc này đều chú ý đến Diệp Thu thì hai hàm răng cắn chặt, nghiến đến vang ra tiếng ken két. Vốn dĩ cậu ta muốn nhìn thấy Diệp Thu bị Kanzaki Thiên Minh hung hăng chỉnh đốn không ngừng, sau đó phải quỳ xuống đất xin tha. Nếu như vậy thì cậu ta cũng muốn mượn cơ hội tốt này chút một ít tức giận của bản thân ở cây TV lần trước. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Diệp Thu không chỉ không có việc gì, ngược lại cái tên to xác kia cũng vỗ tay nhiệt liệt cho anh điều này khiến cho trong lòng Dương Hạo vô cùng căm hận. Cậu ta hận không thể xông ra khỏi chỗ, hung hăng cắn cho Diệp Thu hai cái. Nhưng cậu ta cũng biết mình đánh không lại Diệp Thu cho nên chỉ có thể trốn ở góc tối trên khán đài, dùng ánh mắt ngập tràn oán hận của bản thân, gắt cao chừng mắt nhìn Diệp Thu. Đúng lúc này, Giang Thi Kỳ nhìn về phía Dương Hạo, nhếch miệng nở một nụ cười diễu cợt, châm chọc nói, Dương Hạo, nếu như mình nhớ không nhầm thì hình như hai người chúng ta có đánh cược với nhau đúng không? Mình nhớ rằng người nào đó cũng đã nói nếu anh rể mình thắng thì sẽ quỳ xuống gọi anh rể mình là ông nội ở trước mặt mọi người. Bây giờ cậu nên thực hiện vụ đánh cược đi. Hừ, muốn để mình quỳ xuống trước mặt Diệp Thu sao? Tiếp sau đi." Dương Hạo hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không phục nói. "Làm sao vậy? Cậu đây là chuẩn bị có ý đồ chơi xấu, muốn đổi ý à?" Đôi mày thanh tú của Giang Thi Kỳ chợt nhíu, cô ấy lạnh giọng hỏi mình chính là muốn đổi ý chơi xấu đấy cậu định bắt mình làm như thế nào dương hạo mặt dày mày dạn vô cùng không biết xấu hổ mà nói cậu ta đứng dậy ngay lập tức rời khỏi khán đài bước nhanh về phía cửa lớn vương chiết cũng vội vàng đi theo nhìn thấy dáng vẻ kia rõ ràng là có ý định bỏ của chạy lấy người mà dương hạo cậu thật sự là không biết xấu hổ đôi mắt đẹp của giang thi kỳ trợn lên giận dữ nhìn bóng lưng của dương hạo cắn chặt răng. Cô ấy đã gặp qua rất nhiều người không biết xấu hổ nhưng chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như Dương Hạo. Quả thực là thể hiện rõ ràng bốn chữ, không biết xấu hổ, đến cực hạn. Được rồi, Thi kỳ, những người như cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng thôi, cậu cứ chờ xem. Lưu Tuệ vỗ vai Giang Thi Kỳ, động viên nói. Mà cô ta vừa nói xong những lời này thì ở ngoài cửa lớn, Dương Hạo và Vương Chiết vừa rời khỏi đạo trường, đang chuẩn bị bước nhanh về chỗ đỗ xe của mình thì đúng lúc này có một chiếc xe van màu xám đột nhiên chạy như bay đến bên trái hai người bọn họ cũng không biết rằng có phải phanh của xe van hỏng rồi hay không mà cảm giác nó không hề giảm tốc độ lao thẳng đến chỗ hai người bọn họ a à, tiếng kêu thảm thiết vang lên dương hạo và vương chiết bị chiếc xe van đâm trúng bay ra ngoài bay một phát khoảng chừng mười mấy mét sau khi rơi xuống đất hai người họ trực tiếp ngất đi với tốc độ của chiếc xe van kia, còn cả khoảng cách và chiều cao mà hai người bay ra, thì cho dù bây giờ hai người bọn họ bất tử, ít nhất toàn thân cũng bị vỡ nát, gãy xương, thậm chí còn phải sống cuộc đời của người thực vật. Nhìn một màn này đột nhiên xảy ra cửa ngay cửa ra vào đạo trường, khán giả bên trong cũng đều ngây người, đầu óc mơ hồ, căn bản là không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Giang Thi Kỳ và Lưu Tuệ là hiểu rõ. Điều này khiến cho cả hai cô gái đều sửng sốt, hai người lập tức nhìn nhau trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Cái gì gọi là báo ứng? Đây chính là báo ứng đó. Nên biết rằng, lúc đánh cược Dương Hảo cũng từng thề độc rằng nếu ai thua mà đổi ý thì đi ra ngoài sẽ bị xe đâm cho thành người thực vật. Mà vừa nãy chính Dương Hảo đã chơi xấu, đổi ý. Kết quả là cậu ta vừa ra khỏi cửa đã bị xe đâm ngay lập tức. Còn về phần vương chiết, cậu ta hoàn toàn bất động chương 238, hứa sẽ giúp em một việc Diệp Thu đang chuẩn bị từ đường cái bắt xe về nhà. Anh rể. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng anh. Diệp Thu nhíu mày, theo bản năng quay đầu lại phía sau nhìn. Vừa nhìn thấy người gọi, Diệp Thu rất ngạc nhiên. Bởi vì chủ nhân của giọng nói đó, chính là Giang Thi Kỳ, ở bên cạnh còn có bạn tốt của cô ấy, Lưu Tuệ. Sao em lại ở đây? Diệp Thu nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói vừa rồi em ở trên khán đài giang thi kỳ lè lưỡi cười nói hả diệp thu hơi ngạc nhiên nhưng thật sự là anh không để ý đến khán đài điều khiến cho anh không ngờ chính là giang thi kỳ lại ở trên khán đài không phải chứng minh một điều đó là những gì vừa xảy ra ở kia giang thi kỳ đều nhìn thấy được sao nên giải thích thế nào bây giờ nếu cô ấy nói cho lâm thanh nhã nghe chẳng phải thân phận của mình sẽ bị bại lộ sao nghĩ đến đây diệp thu vội vàng kéo tay giang thi kỳ sang một bên nhỏ giọng nói vừa rồi em đều nhìn thấy hết rồi đúng rồi anh rể không ngờ anh lại lợi hại đến như vậy ngay cả siêu sao võ thuật nhật bản cũng không phải là đối thủ của anh rất siêu trước kia em đúng là đã coi thường anh còn tưởng rằng anh chỉ là một kẻ mặt trắng ăn bám vợ cảm thấy không xứng với chị em bây giờ xem ra em thật sự nghĩ sai rồi giang thi kỳ gật đầu ngưỡng mộ nói Sweet nhỏ giọng thôi diệp thu vội vàng đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu nói nhỏ chuyện này có gì đâu cũng không phải chuyện xấu gì anh rể anh yên tâm chờ khi nào em gặp chị em sẽ nói tất cả cho chị ấy biết chồng của chị ấy là một người vĩ đại đến cỡ nào giang thi kỳ cười nói nghe thấy vậy sắc mặt diệp thu lập tức thay đổi bà cô của anh ơi em đúng là rước thêm phiền phức cho anh nếu em nói với thanh nhã để cô biết rõ được việc anh che giấu thân phận của mình với cô thì không phải sẽ khiến cô đuổi anh ra khỏi nhà à? Nghĩ đến đây Diệp Thu không thể bình tĩnh được nữa, vội vàng xua tay, ngăn cản nói: "Đừng, đừng, đừng, Thi Kỳ, nghe anh rể, việc này em đừng nên nói với chị em." "Vì sao chứ? Đây cũng không phải chuyện xấu gì." Vẻ mặt Giang Thi Kỳ khó hiểu. Đột nhiên, giống như là cô ấy đang suy nghĩ cái gì đó, có chút đăm chiêu gật gật đầu, nhìn Diệp Thu hỏi: "Anh rể, có phải anh đang định giả heo ăn thịt hổ đúng không? Giả heo ăn thịt hổ. Diệp Thu nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, trong đầu xuất hiện đầy dấu hỏi. Giang Thi Kỳ gật đầu, đúng rồi, em đọc được một bộ tiểu thuyết trên mạng, nam chính rõ ràng rất lợi hại, lại làm bộ yếu đuối, cố ý lừa nữ chính, cuối cùng là vào lúc nữ chính gặp nguy hiểm, thể hiện thân thủ, dùng cái này bắt được tâm hồn thiếu nữ của nữ chính. Nói tới chỗ này, Giang Thi Kỳ đột nhiên dừng lại, lập tức nhìn Diệp Thu. Cười nói, em bảo này anh rể, có phải là anh cũng tính toán đợi đến lúc chị em gặp nguy hiểm thì ra tay, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân thực thụ không? Nghe Giang Thi Kỳ nói xong Diệp Thu cũng không biết nói gì. Bây giờ mọi người đều nhàm chán như vậy sao? Cái gì mà có thực lực nhưng lại cố ý giả vờ yếu đuối, cái gì mà giả heo ăn thịt hổ. Bản thân anh không có suy nghĩ nhàm chán như vậy nếu không phải vì sợ lâm thanh nhã biết thân phận thật của mình rồi sinh ra khoảng cách với mình thì bản thân anh đã đánh bài ngửa với lâm thanh nhã từ lâu rồi sở dĩ vẫn luôn giấu giếm thân phận cũng là vì bất đắc dĩ bởi vì chỉ có như vậy anh và lâm thanh nhã mới có thể hòa bình sống chung được tất nhiên những lời này diệp thu không thể nói cho giang thi kỳ biết nếu không lại phải giải thích rõ ràng cho nên anh dứt khoát thuận nước đẩy thuyền theo lời giang thi kỳ nói gật đầu nói à đúng đúng vậy anh chính là có suy nghĩ này, tính toán chờ cơ hội đến, rồi ra tay, cho chị em một niềm vui bất ngờ, cho nên trước đó em nhất định phải giúp anh giữ bí mật, nếu không để chị em biết thì sẽ không còn niềm vui bất ngờ nữa. Hi hi, đúng là như vậy, xem ra em đúng là thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà lại đoán đúng. Giang Thi Kỳ đắc ý nhếch miệng cười cười, lập tức nhìn Diệp Thu hỏi, muốn em giúp anh giữ bí mật cũng được nhưng mà em sẽ được lợi ích gì? lợi ích, em sẽ không tính toán chi phí bịt miệng với anh đó chứ. Anh rể chỉ là một người ở rể, thực sự không có tiền. Diệp Thu cười khổ nói. Anh rể, anh thấy em giống như thiếu tiền sao? Giang Thi Kỳ trợn mắt nhìn anh một cái, trong mắt lập tức chuyển động, vẻ mặt rảo hoạt, nói phí bịt miệng thì không cần, chỉ cần anh rể đồng ý với em một chuyện, em sẽ giữ bí mật giúp anh. Đồng ý cái gì? Diệp Thu hơi sửng sốt, nghi ngờ hỏi. Hi hi, em cũng chưa nghĩ ra, cứ cho anh nợ đi, chờ khi nào em muốn tìm anh giúp đỡ, anh đừng từ chối em là được. Giang Thi Kỳ cười nói, được, được được, nhưng không được quá đáng, nếu như là chuyện quá đáng, anh sẽ từ chối. Diệp Thu đành phải gật đầu, bất lực nói, đương nhiên rồi, khẳng định là hợp lý, anh dễ cứ yên tâm đi, em là loại người gì, anh còn không biết rõ sao. Giang Thi Kỳ vội vàng đảm bảo nói. Vậy thì được rồi. Diệp Thu bất đắc dĩ sờ mũi, sau đó lấy di động ra nhìn thời gian, sắc mặt anh lập tức thay đổi, hoảng sợ nói, không xong rồi. Làm sao vậy anh rể? Giang Thi Kỳ quan tâm hỏi. Đoán chừng chị em sắp trở về rồi, anh còn chưa dọn dẹp nhà vệ sinh xong, phải nhanh trở về để dọn nốt nhà vệ sinh, chúng ta gặp lại sau nhé, tạm biệt. Vẻ mặt Diệp Thu sốt ruột, anh nói, nói xong anh vội vội vàng vàng xoay người đi đến vỉa hè đường cái bắt một chiếc taxi đang chạy tới. Bộ dáng sốt ruột vội vàng kia cùng với dáng vẻ đại hiệp diệp nhẹ nhàng như gió như mây đánh bay Kanzaki thiên minh, bình tĩnh tự nhiên đá nát bảng hiệu của đạo trường ở trong đạo trường trước đó quả thực như hai người khác nhau. Thấy vậy Giang Thi Kỳ sững sờ, lập tức không nhịn được cười mà lắc lắc đầu. Quả nhiên là cô ấy không nghĩ tới, bản thân anh bên ngoài là một người uy phong lẫm liệt, là một anh rể trâu bò lợi hại đến vậy vậy mà lại sợ vợ chỉ là điều này cũng không khiến giang thi kỳ khinh thường bởi vì cô ấy biết ở trên thế giới này chỉ có người đàn ông tôn trọng vợ mình mới làm như vậy chỉ có tôn trọng mới có quan tâm mới có thể sợ hãi diệp thu là như thế chứng minh một điều là anh thật sự yêu lâm thanh nhã chuyện này làm cho trong lòng giang thi kỳ có chút hâm mộ khi nào thì mình mới có thể tìm được một người bạn trai vừa tài giỏi lại có thể yêu mình đến như vậy chứ Nghĩ đến đây Giang Thi Kỳ thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Lập tức, cô ấy quay đầu nhìn Lưu Tuệ. Mà giờ phút này ánh mắt xinh đẹp của Lưu Tuệ đang nhìn thẳng về phía Diệp Thu rời đi. Trong đôi mắt ấy, tràn ngập sự sùng bái cùng ngưỡng mộ. Con gái đều thích anh hùng, Lưu Tuệ cũng không ngoại lệ. Lúc trước ở cây TV Diệp Thu đã gián tiếp cứu cô ta một lần. chương 239, muốn anh ta nhất định phải chết. Giang Thi Kỳ cũng có chút sừng sốt sau đó cô ấy nhanh chóng bước tới trước mặt lưu tuệ cười nói này đừng nhìn nữa người ta sẽ không biến mất ngay đâu cậu thích anh rể tớ đến vậy sao sao mà cứ nhìn anh ấy mãi thế lưu tuệ nghe thấy thế thì đột nhiên đỏ mặt cô ta ngượng thùng nhìn giang thi kỳ rồi nói không có tớ không hề nhìn cậu còn dám nói mình không nhìn ánh mắt của cậu cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy vậy giang thi kỳ cười nói mặt lưu tuệ đột nhiên đỏ lên Cô ta nhanh chóng chuyển chủ đề, "Thi Kỳ, anh rể của cậu là người như thế nào?" "Sao vậy, cậu thích anh ấy sao?" Giang Thi Kỳ nói đùa. "Tớ không có, cậu đừng có nói linh tinh." Lưu Tuệ xấu hổ nói. "Tớ đâu có nói linh tinh, Lưu Tuệ, hai chúng ta là bạn thân từ cấp 1 đến cấp 3. Chẳng lẽ tớ lại không hiểu suy nghĩ của cậu sao? Vừa rồi cậu nhìn anh ấy chăm chú như vậy, nếu không có tớ thì cậu định tấn công anh ấy rồi đúng không?" giang thi kỳ nhìn lưu tuệ với ánh mắt ghen ghét cô ấy cũng không biết mình bị làm sao khi cô ấy thấy lưu tuệ nhìn diệp thu với ánh mắt ngưỡng mộ đó thì trái tim cô ấy không ngừng đau đớn chẳng lẽ cô ấy lại thích anh rể của mình sao không không điều này không thể xảy ra được giang thi kỳ cảm thấy vô cùng sửng sốt với suy nghĩ trong lòng mình nhưng cô ấy đã nhanh chóng gạt suy nghĩ này sang một bên thi kỳ cậu đừng nói như vậy tớ làm sao có thể là loại người như thế chứ Uống chị anh rể của cậu đã kết hôn rồi." Mặt Lưu Tuệ đỏ như trái táo, xua tay nhanh chóng giải thích. "Cậu biết rõ thế là tốt, Lưu Tuệ, chúng ta là bạn tốt, nhưng Diệp Thu lại là anh rể của tớ. Tình cảm của anh ấy và chị gái tớ rất tốt, tớ hy vọng cậu sẽ không làm ra những điều trái với luân thường đạo lý. Nếu không tớ nhất định sẽ giận cậu." Giang Thi Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn và tức giận nói. "Được rồi, được rồi, tớ biết mà." Lưu Tuệ vội vàng gật đầu sau đó cô ta đảo mắt nhìn giang thi kỳ nói sau này lúc nào cậu rảnh cậu có thể kể về anh rể cậu cho tớ nghe không tớ không có ý gì đâu tớ chỉ ngưỡng mộ anh ấy mà thôi được nhưng cậu nhất định không được đi gặp riêng anh ấy giang thi kỳ nghiêm mặt nói được thôi tớ hứa với cậu lưu tuệ nhanh chóng hứa hẹn thấy lưu tuệ chắc chắn như vậy thì nội tâm giang thi kỳ mới thả lỏng một chút đồng thời cô ấy cũng cảm thấy rất khó hiểu tại sao cô ấy lại lo lắng chuyện Lưu Tuệ sẽ thích Diệp Thu cơ chứ? Chẳng lẽ là do cô ấy thích Diệp Thu sao? Không, không thể, có lẽ là do cô ấy đang lo lắng cho chị họ của mình mà thôi. Dù thế nào đi nữa thì cô ấy cũng không thể thích Diệp Thu được, đó là anh rể của cô ấy cơ mà. Khi trở về hãn Hải Lam Thành, Diệp Thu vội vàng mặc tạp dề vào và bắt đầu nấu ăn. May mắn thay, trước khi Lâm Thanh Nhã trở về thì anh đã dọn dẹp xong hết rồi nhìn thấy sự hài lòng trong mắt lâm thanh nhã diệp thu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trong sân nhà họ tiêu ở giang bắc ở góc đông bắc của biệt thự tiêu thần ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với vẻ mặt ảm đạm trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng đã nhiều ngày trôi qua vết sưng trên khuôn mặt anh ta vẫn chưa giảm bớt chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến anh ta đau đớn vô cùng sự oán hận của anh ta với diệp thu cũng ngày càng cao anh ta hận không thể lột ra rút gân diệp thu trong lòng anh ta lúc này chỉ có sự hận thù đúng lúc này cửa biệt thự được mở ra một người thanh niên mặc áo vest đen nhanh chóng bước vào và đi đến trước mặt tiêu thần cung kính nói cậu chủ có phát hiện gì không tiêu thần hỏi với một vẻ mặt lạnh lùng tôi đã phát hiện ra người tấn công cậu đêm đó tên là diệp thu là con rể nhà họ lâm người thanh niên nói nhanh con rể nhà họ lâm ư tiêu thần sửng sốt hỏi không sai theo thông tin của tôi Trước khi vào nhà họ Lâm, Diệp Thu chỉ là một cậu bé nghèo không hơn không kém, anh ta xuất thân từ nông thôn, ba mẹ đều mất rồi. Anh ta cũng không có gì ở Giang Châu cả, anh ta làm rể nhà họ Lâm nhưng không được nhà họ Lâm hoan nghênh cho lắm mà bị tẩy chay khắp nơi, hiện tại đang sống dựa dẫm vào phụ nữ. Người thanh niên gật đầu, cung kính đáp: "Ôi, tôi cứ tưởng là nhân vật tầm cỡ thế nào, hóa ra là anh ta." Thảo nào anh ta có thể câu kết với Triệu Mỹ Tuyết. Hóa ra cùng là một đám phế vật với nhau, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi độc ác." Tiêu Thần cười khinh bỉ nói. "Cậu chủ, cậu có muốn báo chuyện này cho ông chủ biết không? Nếu cậu đánh anh ta thì cũng đồng nghĩa với việc cậu làm tổn hại đến nhà họ Tiêu. Nếu để ông chủ trực tiếp phái người tới đánh anh ta, cho dù nhà họ Lâm có biết cũng sẽ không dám làm gì." Người thanh niên áo đen nhìn Tiêu Thần và ngập ngừng hỏi. "Không, vốn dĩ tôi tưởng anh ta có lai lịch như thế nào?" định trực tiếp dùng thế lực của nhà họ tiêu để giết anh ta, nhưng vì anh ta chỉ là một tên phế vật nên tôi sẽ không cần dùng thế lực nhà họ tiêu nữa. Giết gà cần gì phải dùng đến dao mổ châu cơ chứ, nếu để chuyện này truyền ra ngoài thì đúng là làm trò cười cho người khác rồi. Tiêu thần xua tay và khinh thường nói. Vậy ý của cậu chủ là, người thanh niên thắc mắc, mươi 240, cô bé bị vận mệnh bỏ quên. Diệp Thu vẫn không biết rằng sau lưng tiêu thần đã bắt đầu lên kế hoạch để đối phó với anh. Tất nhiên, cho dù anh có biết chuyện này, anh cũng sẽ tuyệt đối không coi trọng. Dù sao, ở trong mắt anh thì cho dù tiêu thần có nhà họ tiêu đứng sau lưng, cũng chỉ là hàng nghìn con kiến mà thôi. Điều này căn bản không đáng để anh để mắt tới. Lần trước để tiêu thần sống sót rời đi, Diệp Thu đã xem như là ngoại lệ mà bỏ qua cho anh ta. Nhưng nếu tiêu thần biết phân biệt tốt xấu, anh ta cũng sẽ không tìm tới cửa như vậy. Mọi chuyện đã thành ra như vậy, Diệp Thu cũng không cần nể nang gì anh ta nữa. Màn đêm buông xuống, dưới yêu cầu mãnh liệt của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu nấu cho Lâm Thanh Nhã một nồi canh trăm vị, thuận tiện anh cũng làm một vài món ăn sáng. Mà kể từ khi anh so tài khả năng nấu nướng của mình với Hàn Tần, Diệp Thu cũng đã không còn che giấu tài năng của mình nữa, anh cũng phát huy ra hết khả năng của mình. Tuy rằng các nguyên liệu dùng để nấu ăn vô cùng bình thường, nhưng hương vị các món ăn thì không thể chê vào đâu được có thể nói là cực phẩm trong nhân gian. Điều này làm cho Lâm Thanh Nhã cảm thấy vô cùng thích thú. Cô uống vài bát canh, ăn đồ ăn của Diệp Thu làm, tất cả đều như muốn ăn sạch. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thu gần như cảm thấy không thể tin được. Phải biết rằng, trước đây tuy rằng Lâm Thanh Nhã cũng có ăn cơm chiều. Nhưng vì là phụ nữ, cô vốn ăn rất ít. Bình thường Lâm Thanh Nhã ăn nhiều nhất cũng chỉ có một chén canh nhỏ và gấp một ít đồ ăn. Nhưng hôm nay, cô lại ăn được nhiều như vậy thậm chí diệp thu cũng cảm thấy điều này thật kỳ lạ nếu không phải vì lâm thanh nhã còn muốn duy trì hình tượng thục nữ của mình thì cô còn muốn ăn nhiều hơn nữa bởi vì thời điểm chính mình đã ăn no cô còn không ngừng liếm môi cặp mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm vào một chút canh trong nồi của diệp thu nhìn thấy cảnh này diệp thu cũng cảm thấy bất đắc dĩ mà lắc đầu cười anh đưa bát canh mình không uống cho lâm thanh nhã thanh nhã vợ của tôi bát canh này tôi còn chưa có động đến, nếu em vẫn cảm thấy mình chưa ăn no, thì uống nốt bát canh này đi. Không được, hôm nay tôi đã ăn quá nhiều, nếu còn tiếp tục ăn nữa, nhất định sẽ béo lên. Lâm Thanh nhã lắc đầu, cô lập tức lấy tay nhéo lên thân hình như rắn nước khiến người phụ nữ khác phải ghen tị của mình. Thật đúng là không biết nói gì nữa. Lâm Thanh Nhã chính là một kiệt tác vô cùng hoàn mỹ. Bộ dạng xinh đẹp còn chưa tính, cô còn có được dáng người khiến người khác mê muội. Nơi cần có thịt thì có thịt, nơi không cần thì một chút thịt thừa cũng không có. Ví dụ như vòng eo thon gọn của Lâm Thanh Nhã, vòng eo nhỏ nhắn một vòng tay cũng có thể nắm chặt làm cho người ta mê muội. Những người phụ nữ gầy thường có vòng eo rất nhỏ, nhưng những bộ phận khác trên cơ thể cũng vì lẽ đó mà trở nên rất bằng phẳng. Tuy nhiên, Lâm Thanh Nhã lại không như thế. Dáng người cô là kiểu chỗ nào nên đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nào cần nhỏ nhắn thì cũng rất nhỏ nhắn đó là một sự kết hợp hoàn mỹ giống như một cực phẩm giai nhân điều này không chỉ khiến cho đàn ông yêu thích mà còn làm cho rất nhiều người phụ nữ khác phải ghen tị diệp thu nhìn dáng người nổi bật của lâm thanh nhã anh cũng không tự chủ được mà nuốt nước miếng đối với anh lâm thanh nhã quả thật có một sức hấp dẫn kỳ lạ điều này khiến ngoại trừ lâm thanh nhã ra anh nhìn những người phụ nữ khác đều cảm thấy chướng mắt có rất nhiều người phụ nữ khác chủ động hấp dẫn sự chú ý của anh nhưng Diệp Thu vẫn không có một chút hành động nào khác. Bởi vì Diệp Thu cảm nhận được, có một số việc phải xuất phát từ tình yêu mới có ý nghĩa. Nếu không, việc đó chỉ xem là làm vận động, không có một chút cảm xúc nào. "Vợ à, cơ thể em làm sao có thể nói là béo chứ, cho dù em ăn nhiều thêm một chút cũng không có vấn đề gì." Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã, anh cười nói. "Có thật như vậy không?" Lâm Thanh Nhã liếm liếm khóe môi, cô hỏi theo bản năng đúng vậy tin tưởng tôi tôi sẽ không lừa em diệp thu vội vàng gật đầu vậy thì tôi sẽ không khách khí lâm thanh nhã do dự một chút cuối cùng cô vẫn không thể nhịn được khi nhìn thấy đồ ăn ngon trước mắt cô đứng dậy nhận lấy bát canh mà diệp thu đưa cho mình diệp thu ngồi một bên nhìn thấy cảnh này trong ánh mắt anh lộ ra vẻ dịu dàng nói thật đây mới là cuộc sống mà anh mong muốn hằng ngày cứ bình yên trôi qua như vậy cũng làm cho Diệp Thu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần có Lâm Thanh Nhã ở bên cạnh, Diệp Thu cũng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Màn đêm cứ như vậy mà nhẹ nhàng buông xuống. Sáng sớm hôm sau, sau khi Lâm Thanh Nhã nếm qua một chút điểm tâm, cô đến công ty. Hiện giờ tập đoàn Lâm thị vừa mới cùng tập đoàn của Tư Khắc đặc triển khai hợp tác, lúc này cũng chính là thời gian vô cùng bận rộn. Cho nên, mặc dù hôm nay là ngày cuối tuần, lâm thanh nhã cũng không có ý định ở nhà nghỉ ngơi mà cô đi thẳng đến công ty tăng ca điều này làm cho diệp thu cảm thấy rất đau lòng anh tính toán hai ngày nữa sẽ đến gặp gỡ khố lạc khiến cho anh ta phải làm nhiều việc hơn nếu như vậy lâm thanh nhã cũng sẽ có thể thoải mái hơn một chút nếu không cứ liên tục tăng ca như vậy diệp thu sợ rằng cơ thể của lâm thanh nhã nhất định sẽ không chịu nổi sau khi lâm thanh nhã rời đi diệp thu dọn dẹp đơn giản lại phòng ngủ sau đó lập tức chuẩn bị đi làm cơm mang đến công ty cho lâm thanh nhã bởi vì anh biết một khi lâm thanh nhã ở công ty bận rộn làm việc cô nhất định sẽ không ăn cơm hoặc là nếu có cũng chỉ ăn uống tùy tiện một chút đây chính là việc làm vô cùng gây tổn hại đến sức khỏe vì vậy có thể nói lâm thanh nhã vốn không biết cách chăm sóc tốt cho bản thân mình chế độ dinh dưỡng nhất định phải thay đổi diệp thu tự mình xuống bếp chỉ trong chốc lát anh đã làm xong bốn món ăn lại nấu thêm một nồi canh chuẩn bị thật tốt để mang đồ ăn đến công ty cho Lâm Thanh Nhã. Chỉ là, ngay khi vừa đi ra đến cổng biệt thự, anh nhìn thấy hai bóng người đang đứng ngoài cửa. Trong đó có một người, Diệp Thu vô cùng quen thuộc, đó chính là Âu Dương Hạo. Mà một người còn lại, lại chính là một cô gái nhỏ, thoạt nhìn chỉ khoảng 4 đến 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, trông vô cùng đáng yêu. Chẳng qua là giây phút này, trên mặt cô bé lại hiện lên biểu cảm vô cùng sợ hãi. Cô bé trôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lồng ngực của Âu Dương Hạo, lén dùng cặp mắt to đánh giá bốn phía xung quanh, trong ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Có vẻ như cô bé đã phải chịu qua một điều gì đó rất khủng khiếp, cho nên mới có cảm giác không tin tưởng đối với thế giới này như vậy. Thấy vậy, Diệp Thu nhướng mày, anh đi đến gần, nghi hoặc hỏi, đây chính là cô bé mà cậu nói hay sao? Lúc trước Âu Dương Hảo đã nói qua với Diệp Thu, rằng thời điểm bắt giữ đám buôn người, có một cô bé vẫn không liên lạc được với người nhà hình như chính là cô bé này đúng vậy chính là nó âu dương hạo gật đầu anh ta lập tức cúi đầu nhìn về phía cô bé đang nằm bên trong lồng ngực mình nhẹ nhàng nói điềm điềm người này chính là chú diệp mau chào chú diệp đi nhưng mà cô bé nhỏ nghe vậy thì vội vàng chui vào lồng ngực của âu dương hạo trên mặt được che kín bởi nỗi sợ hãi cũng không dám mở miệng trò chuyện diệp thu bất đắc dĩ lắc đầu cười anh hỏi hai cô bé này đúng là mệnh khổ mà. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 240.